Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review các phần phim của Thế giới khủng long nhé. 65 triệu năm về trước, con muỗi này đã từng hút máu khủng long. Sau khi hút máu xong, nó đã bị bao phủ bởi một lớp hóa thạch và nó vẫn còn nguyên vẹn đến bây giờ. Nhờ những tiến bộ trong khoa học, họ đã có thể trích xuất DNA từ máu mà con muỗi hút được của con khủng long từ trước và nhân bản thành công những con khủng long đã bị tuyệt chủng. Rồi John đã mở công viên Kỷ Jura trên đảo dịch vụ khủng long với hy vọng đem loài khủng long phổ biến đến mọi người và trẻ em. Sau khi một nhân viên bị khủng long sát hại, các nhà đầu tư đang rất lo lắng xem có nên đầu tư tiếp hay không, vì thế sắp tới họ sẽ đến hòn đảo để kiểm tra mức độ an toàn. Nếu hòn đảo không đáp ứng đủ độ an toàn thì họ sẽ ngừng đầu tư. Sau khi biết những nhà đầu tư sẽ đến để kiểm tra, John đã đến để gặp tiến sĩ Alan và Ellie và mời họ đến để tham quan công viên khủng long của mình. Alan và Ellie là nhà nghiên cứu về động vật thời tiền sử, nên có họ John sẽ có thêm tiếng nói và thuyết phục được nhà đầu tư. Đại diện cho các nhà đầu tư là Michael và Donald. Rồi họ cùng nhau ngồi trên trực thăng để đến hòn đảo. Sau 2 tiếng đi trực thăng thì họ cũng đã đến nơi, rồi cùng nhau ngồi lên xe để đi tham quan hòn đảo. Đến chỗ khủng long, Alan và các nhà đầu tư vô cùng ngạc nhiên, những con khủng long đã tuyệt chủng hàng triệu năm nay đã xuất hiện trước mặt họ. Họ ngắm nhìn khủng long xong John lại đưa họ đến phòng thí nghiệm. Những nhà nghiên cứu vẫn đang lại tạo ra những loài mới, và những quả trứng này chính là sản phẩm của quá trình lai tạo. Một quả trong số đó cũng đã đến lúc nở ra, và đây chính là loài khủng long Velociraptor. John cũng không quên cho họ xem quá trình cho khủng long ăn. Mỗi bữa ăn của một con khủng long sẽ là một con bò, chỉ trong nháy mắt nó cũng đã ăn sạch chỗ thức ăn đó. Để chứng minh là lũ trẻ con rất thích thú với đám khủng long, John đã cho hai đứa cháu của mình đi tham quan cùng họ. Mọi người bắt đầu lên xe để đi tham quan công viên. Những chiếc xe ở đây được thiết kế khá thân thiện với môi trường, nó hoàn toàn được chạy bằng điện nên sẽ không phát ra khí thải, và đặc biệt nó là xe tự động và không cần người lái. Phòng điều khiển cũng đã nhận được thông báo sẽ có một cơn bão, và chỉ còn 75 dặm nữa là nó sẽ đổ bộ về hòn đảo này. John cũng không để ý đến nó và tiếp tục cho mọi người đi tham quan. Họ điều khiển hành trình đi của hai chiếc xe ở trên máy tính. Chiếc xe bắt đầu di chuyển và mọi người khá thích thú. Họ đang bắt đầu tiến vào công viên khủng long. Đầu tiên họ sẽ được ngắm nhìn con Velociraptor. Mọi người rất hào hứng vì nó là loài khủng long ăn thịt đầu tiên. Nó sẽ khui nọc độc làm con mồi bị mù và tê liệt, nhưng nhìn mãi không thấy con nào, họ đành phải đến xem con khác. Sau đó họ đã đến chuồng của con khủng long bạo chúa T-Rex. John đã cho thả ra một con dê để dụ nó đến, nhưng có lẽ hôm nay là ngày nó ăn chay nên nó đã không đến. Mọi người lại phải tiếp tục di chuyển đến địa điểm khác. Alan đã chú ý đến một thứ gì đó ở đằng xa, anh đã xuống xe để đến đó xem có chuyện gì. Ai cũng tò mò nên họ đều xuống xe và đi cùng Alan, thì ra đó là một con khủng long đang bị sốt rét. Nhân cơ hội, Alan và mọi người đã tận tay chạm vào khủng long, để hoàn thành ước mơ được chạm vào nó bao nhiêu năm qua. Ellie xúc động đến rớt nước mắt. Nghe tiếng khủng long thở anh phê chữ E kéo dài. Này, Ellie cũng đã nhìn thấy một loại cỏ độc. Cô nghi ngờ con khủng long bị ốm là do ăn quả của cái cây này, rồi cô đã đi mò chất thải để xem nó có đúng là đã ăn quả này hay chưa. Cũng may là nó không ăn loại quả của cây đấy. Nhờ mùi vị của đống to trà bá này mà cô đã biết nó bị nhiễm một loại độc. Cơn bão lúc này cũng đã gần đổ bộ đến hòn đảo, và John sẽ cho rút ngắn chuyến đi của mọi người lại. Lúc này họ cũng đã cảm nhận được sắp có bão. Mọi người cũng đã lên xe để chuẩn bị về phòng điều khiển. Còn Ellie sẽ ở lại để khám kỹ hơn cho con khủng long. Tên béo ú này có vẻ đang làm điều gì mờ ám, thì ra hắn đã cho ngắt điện toàn hệ thống khóa cửa, và camera và toàn bộ hệ thống điện trong công viên, để lẻn vào phòng thí nghiệm và ăn cắp các mẫu DNA, mang về đất liền đấu giá cho các con vợ. Sau đó giấu chúng bên trong lọ chuyên giữ và bảo quản DNA, rồi hắn sẽ đem những mẫu này về đất liền để bán lấy tiền tiêu Tết. Do công viên mất điện nên chiếc xe của họ không thể hoạt động, và họ đành phải dừng lại để chờ đến lúc có điện mới trở về được. Alan cũng bắt đầu lo lắng, vì không có hàng rào điện những con khủng long sẽ phá được rào và đi ra ngoài. Cậu bé lúc này vẫn háo hức lấy ống nhòm ngắm nhìn xung quanh. Đột nhiên họ cảm nhận được có một tiếng bước chân to lớn, tiếng bước chân càng ngày càng tiến lại gần. Cậu bé cũng đã phát hiện con dê để cho khủng long cũng đã biến mất, có lẽ con khủng long T-Rex vừa đến để ăn thịt con dê. Lúc này một bóng dáng khủng long to lớn xuất hiện cạnh họ. Tiến sĩ Donald sợ hãi bỏ chạy tìm chỗ ẩn náu, ông ấy bỏ lại hai đứa bé trên xe và trốn trong nhà vệ sinh. Do mất điện nên nó dễ dàng phá hàng rào điện, và nó đã thoát được ra khỏi cái chuồng. Tiến sĩ Alan cũng đã hiểu loài này chỉ thấy con mồi khi chuyển động, nên họ đã ngồi im trên xe để nó không tấn công mình, nhưng hai chị em bên này thì không biết điều đó. Chúng đã lấy cái đèn soi để dọa con khủng long rời đi, nhưng ngược lại nó đã bị thu hút bởi cái đèn đó, con khủng long lập tức đến đó và tấn công hai đứa trẻ. Những hàm răng to lớn đang muốn đớp lấy chúng, cũng may có tấm kính nên nó đã không đớp được hai đứa. Nhưng sau đó nó đã lật đổ chiếc xe, nó tìm mọi cách để bắt được hai chị em. Đúng lúc nguy cấp, Alan đã tìm ra mấy cây pháo sáng, Michael đốt lên và dụ nó đi chỗ khác.
Michael đã chạy về phía nhà vệ sinh và nó đã hất tung anh vào trong. Anh bị thương khá nặng nhưng đã thoát được một mạng nguyên. Nhà vệ sinh đã sập vào con khủng long đã phát hiện ra Donald, không cho ông thời gian bỏ chạy và nó đã làm gỏi ông. Do chân cậu bé bị mắc kẹt nên Alan đã không lôi được cậu ra, chỉ có người chị là đã thành công chui ra ngoài, và con khủng long đã quay lại chỗ họ. Họ lại phải đứng yên để nó không tấn công mình, nhưng ngay sau đó nó lại tấn công chiếc xe, cậu bé vẫn còn ở trong chiếc xe và không thể thoát ra ngoài. Nó dần ép Alan và cô bé về phía bờ vực, hai người đành phải bám vào sợi dây để leo xuống, chiếc xe cũng đã bị nó đẩy ra rơi xuống phía dưới. Bên này, John cũng đã phát hiện mọi việc là do tên bèo ú làm, còn tên bèo ú đang vội vàng lái xe bỏ trốn khỏi đó, do trời mưa trơn trượt nên hắn đã lao xuống vực. Chiếc xe bị mắc kẹt và không thể nào di chuyển, hắn xuống xe để xem tình hình thì đã gặp một con khủng long ăn thịt, hắn vào xe để trốn nhưng nó đã chui vào và ăn thịt hắn. Chiếc lọ giấu DNA cũng đã rơi ra ngoài và lăn xuống dưới, sau đó nó đã bị bùn đất lấp vào, còn phía cậu bé đã may mắn thoát chết sau khi rời đó, rồi Alan đã đến và cứu cậu ra khỏi chiếc xe. Mãi không thấy Alan và mọi người về, nên Ellie và Robert đi tìm, đến nơi cũng chỉ còn mỗi cái xe không. Hai người họ tìm xung quanh thì thấy Michael đang giả chết. Sau đó hai người đã đưa Michael lên xe ngồi. Ellie tiếp tục đi tìm thì thấy một chiếc xe bên dưới. Họ xuống đó xem thì đã không thấy Alan và hai đứa trẻ đâu. Nhìn dấu chân dưới đất có lẽ họ đã chạy trốn đến nơi an toàn. Sau đó Ellie quay lại xe để trở về, nhưng trên đường chạy con T-Rex đã phát hiện và đuổi theo họ. Suýt nữa thì nó tóm được họ. Cũng may Robert đã đa số tăng ga và chạy thoát khỏi nó. Còn lúc này Alan và hai đứa trẻ đã leo lên một cái cây cao. Đây là một lý tưởng để ẩn náu qua đêm và ngủ tại đây. Rồi Alan bắt đầu kể chuyện để hai đứa trẻ chìm vào giấc ngủ sau những lần hoảng loạn. Vừa chợp mắt được chút đã đến sáng, ba người bị đánh thức bởi một con khủng long cao cổ. Cũng may nó chỉ là loài ăn cỏ nên không nguy hiểm. Sau đó ba người lại tiếp tục tìm đường trở về khu điều khiển. Bên này họ đang tìm cách truy cập vào máy tính của tên bèo ú để khởi động lại hệ thống an ninh của công viên. Nhưng do không biết mật khẩu để tái tạo lại hệ thống giao điện, John đành phải cho ngắt toàn bộ hệ thống điều khiển và xóa hết mật mã cũ và khởi động lại từ đầu, và họ sẽ phải đi sang tòa nhà bên kia để bật cầu giao điện. Amon và Ellie sẽ nhận nhiệm vụ đi bật cầu giao khởi động hệ thống. Hai người chuẩn bị vũ khí để chấp hành nhiệm vụ, John sẽ là người ở nhà và chỉ đường cho họ qua bộ đàm. Rồi hai người cùng nhau tiến ra khỏi nơi trú ẩn. Đi được nửa đường thì họ đã phát hiện ra có khủng long theo dõi mình. Amon ở lại giữ chân cho Ellie đi khởi động hệ thống, và Ellie cũng đã thành công đến căn hầm. John bắt đầu chỉ dẫn đường cho cô đến chỗ cầu giao. Ellie cũng đã tìm thấy cầu giao điện. Sau một vài động tác lòng và lòng vòng cô cũng đã thành công, những chiếc bóng điện cũng dần dần sáng lên. Nhưng bất ngờ đằng sau cô đã xuất hiện một con khủng long, cô bắt đầu bỏ chạy thoát khỏi con khủng long hung ác dữ tợn và khát máu, cô đã nhanh hơn nó một bước chạy ra ngoài và đóng cửa lại. Còn Amon thì không may mắn như thế, anh bất ngờ bị một con trong bụi nhảy ra tấn công anh, vậy là anh đã hy sinh trong nhiệm vụ lần này. Nhưng cũng góp phần lớn cho công cuộc hỗ trợ Ellie. Bên này, Alan cũng đã thành công đưa hai đứa trẻ về trung tâm, rồi hai đứa trẻ sẽ ở im trong nhà ăn này, còn Alan sẽ đi ra ngoài và tìm và hỗ trợ những người khác. Hai chị em cũng đã tìm thấy thức ăn ở trong nhà ăn, đang ăn ngon lành thì đằng sau xuất hiện một bóng dáng quen thuộc của khủng long. Hai chị em vội chạy vào nhà bếp rồi tìm chỗ ẩn náu. Con bé Lost Raptor này khá thông minh nên nó dễ dàng mở được và vào được trong, chúng đi từng ngóc ngách trong bếp để tìm bọn trẻ. Lúc nó sắp chú ý đến cậu nhóc, người chị đã gõ ra tiếng kêu để đánh lạc hướng nó, nhưng rất nhanh nó đã phát hiện và đuổi theo cậu bé. Hai người cũng đã chạy được ra ngoài và khóa cửa lại. Alan đã tìm thấy mọi người và dẫn Ellie đến đây để cứu bọn trẻ, rồi dẫn chúng đến phòng điều khiển. Rất nhanh con khủng long đã phá được cửa và đuổi đến đây. Alan và Ellie đã cố gắng giữ cửa không cho chúng vào trong. Lúc này họ cần một người khởi động hệ thống khóa cửa, nhưng chỉ còn mỗi cô bé là người duy nhất có khả năng. Hai chị em bắt đầu dò tìm cách khởi động hệ thống khóa cửa. Nhờ có năng khiếu sử dụng máy tính nên cô bé đã thành công. Cánh cửa đã khóa lại và nhốt con khủng long đó bên ngoài, nhưng nó lại bắt đầu phá kính để đi vào, không còn đường chạy họ đành phải trốn lên trần nhà. Con khủng long cũng phá kính thành công và vào trong này, nó cũng đã đánh mùi được họ đang ở bên trên, sau đó nó đã đâm thẳng lên trên trần nhà. Cô bé đã suýt bị rơi xuống giật cả mình, và Alan đã kéo cô lên rồi họ chạy ra sảnh chính của tòa nhà. Họ trèo trên bộ xương và leo xuống từ đó, nhưng mấy con Star Raptor cũng đã đuổi đến và vồ lấy bộ xương. Bốn người họ cùng nhau nhảy xuống để chạy thoát, nhưng chúng đã nhanh hơn và chặn hết đường chạy. Đúng lúc nguy cấp thì con T-Rex xuất hiện và cắn chết con Star Raptor, con còn lại thấy thế thì cũng lao vào để chết cùng đồng loại. Nhân cơ hội bốn người họ đã chạy thoát ra ngoài, đúng lúc John cũng vừa lái xe tới, mọi người cùng nhau lên xe rồi lập tức đến chỗ trực thăng. Còn John thì vẫn nuối tiếc với nơi này, bao nhiêu năm gây dựng giờ lại phải từ bỏ, chưa đón được lượt khách nào đã phải đóng cửa, và dự án công viên khủng long cũng đã dừng từ đây. Phần 1 hết rồi, các bạn hãy ngồi ngay ngắn để xem phần 2 tiếp theo đây nhé.
một gia đình giàu có đã đến hòn đảo Sona để nghỉ dưỡng, nơi đây cách hòn đảo khủng long 80 dặm về hướng Tây. Đây là lần đầu con gái của họ ra khỏi thành phố, nên cô bé khá tò mò với môi trường hoang dã bên ngoài. Một mình cô bé đã đi vào khu rừng để khám phá, rồi trong bụi cỏ có một chú khủng long tí hon đi về phía cô bé. Lúc đầu chú khủng long tí hon cũng vô cùng thân thiện, nhưng một lúc sau chúng đã kéo đến hàng chục con, chúng bắt đầu vây lấy và tấn công cô bé. Mọi người đã nghe thấy tiếng hét và chạy đến chỗ cô bé, và cảnh tượng hiện lên trước mắt người mẹ thật đáng sợ. Sau vụ việc cô bé bị tấn công thì hòn đảo khủng long của John đã bị lộ. John biết chuyện liền bảo Michael đến để gặp mình. Lúc này ông cũng đã nói ra sự thật là hòn đảo khủng long Io chỉ là nơi để trưng bày, còn hòn đảo Sona 19 là nơi nhân giống khủng long, và đó cũng là nơi duy nhất chúng không bị nhốt trong chuồng. Mấy năm qua John đã cố giữ cho nó tránh khỏi sự can thiệp của con người, nhưng sau tai nạn cô bé bị khủng long tấn công kia, ban lãnh đạo đã chiếm quyền kiểm soát công ty của John, rồi sớm muộn gì họ cũng sẽ đến để đưa những con khủng long về đất miền, và sẽ đem những chú khủng long đó đi làm công cụ kiếm tiền. John không muốn những con khủng long đó bị nhốt trong chuồng, nên ông muốn Michael và ba người nữa đến hòn đảo để ghi hình lại những cảnh khủng long đang sống trong môi trường hoang dã, và đem những bức ảnh đó về tuyên truyền mọi người hãy bảo vệ chúng. Do lần trước tí bỏ mạng trên hòn đảo nên Michael đã từ chối, nhưng ông cũng đã tính toán trước được là Michael sẽ từ chối, nên ông đã sắp xếp bạn gái của Michael đến hòn đảo từ trước. Khi biết tin bạn gái mình đang ngoài hòn đảo nên anh đành đồng ý đến đó. Sau đó anh cùng các bạn đồng hành đã chuẩn bị hành lý lên xe để đi. Khi đến lúc chuẩn bị đi thì con gái của Michael đã chạy đến đó. Có vẻ cô bé không muốn rời sau bố mình dù chỉ vài ngày. Ông đã cố thuyết phục để cô bé ngoan ngoãn ở nhà, nhưng lúc Michael không chú ý con gái của anh đã lẻn lên một chiếc xe, chắc hẳn là con bé đang tìm cách để được đi cùng bố. Sau một ngày di chuyển thì họ cũng đã nhìn thấy hòn đảo, họ cũng đã đến nơi và bắt đầu đi sâu vào bên trong hòn đảo. Đi được một đoạn thì Michael cũng đã thấy một chiếc ba lô, chỉ cần ngửi mùi Michael liền biết đó là ba lô của bồ nhí mình. Sau đó anh gọi tên Sarah vang rừng núi nhưng không ai trả lời. Họ tiếp tục di chuyển và đã gặp một đàn khủng long trước mặt họ, đó là những con khủng long ăn thịt vô cùng hiền lành. Có cơ hội Nick liền lấy máy ảnh là chụp lại những khoảnh khắc này. Đang mải mê chụp thì Sarah tự nhiên ở đâu chui ra khiến Nick giật mình. Michael cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi đã tìm thấy bồ nhí của mình. Rồi mọi người lại cùng nhau di chuyển để chụp những tấm ảnh mới. Nhưng mấy anh con trai này lại không can đảm bằng một người phụ nữ, chỉ có Sarah là dám chạy lại gần để chụp được những tấm ảnh đẹp nhất. Trời cũng đã sắp tối nên mọi người bắt đầu đi về chỗ trại chính. Nhưng khi về đến nơi thì họ phát hiện ra một đống lửa, đang không biết ai đốt thì cô con gái của Michael từ trong xe bước ra. Thì ra cô bé đã lẻn lên chiếc xe khi mọi người chuẩn bị khởi hành. Lúc này một đoàn máy bay đã mang theo lồng và đến hòn đảo, và đó là người của công ty England đến để bắt khủng long đem về đất miền. Những người họ bắt đầu đuổi theo một đàn khủng long, họ sẽ tìm kiếm và bắt những con quý hiếm nhất, dù chúng khá nhanh và rất mạnh, nhưng cũng không thoát khỏi vòng vây của con người. Bọn họ bắn thuốc mê để cho chúng giảm sức chiến đấu, rồi họ cùng nhau hợp sức và bắt lấy nó. Nhóm người của Michael nhìn thấy cảnh này thì không thể vui nổi. Lúc sau bọn họ cũng đã thấy một dấu chân khủng long to lớn. Họ chuẩn bị súng và lần mò theo dấu vết, rồi họ cũng đã đi đến một cái ổ. Bên trong đó là một con khủng long còn đang ăn thịt, rồi họ bắt đầu bàn kế hoạch để bắt nó. Bắt xong, rồi họ trói nó lại đặt dưới đất để dụ bắt con khủng long bố mẹ to lớn. Sau khi bắt được những con khủng long hồi chiều, những người đại diện cho công ty England đã phát sóng chương trình phát thanh trực tiếp để kêu gọi các cá mập đầu tư cho thương vụ bắt khủng long lần này và để đầu tư xây một công viên khủng long trên đất liền. Lúc này đám người của Michael đang theo dõi nhóm người bọn họ, họ không thể trố mắt lên nhìn đám khủng long bị đưa vào đất liền. Họ đã quyết định lẻn xuống đó để thả những chú khủng long đó ra. Nhưng lúc đám người họ đang mải kêu gọi, Sắt, Nick và Sarah đã âm thầm thả đàn khủng long ra, sau đó chúng bắt đầu điên cuồng chạy ra ngoài. Những thiết bị để liên lạc với đất liền cũng bị chúng dẫm hỏng hết. Hai tên đang săn khủng long gần đó thấy có chuyện liền chạy về. Nhân cơ hội Nick đến cứu con khủng long mà chúng đem làm mồi nhử, nhìn nó có vẻ đã bị bắn một phát súng vào chân. Sau đó anh đã bê nó lên xe để đưa về chữa trị. Nhóm người này cũng đang tìm nguyên nhân khủng long sổng chuồng, và họ cũng đã biết không chỉ có mình họ trên hòn đảo này. Nick cũng đã đưa được con khủng long về đến trại chính, chiếc chân của nó đã bị gãy, và Sarah cũng đã cẩn thận băng bó cái chân cho nó. Michael và hai người họ đang an toàn ở trên ngọn cây, thì họ đã phát hiện ra con khủng long bạo chúa đang đến để tìm con. Họ đã điện thoại cho Nick để thông báo nhưng không ai nhấc máy, không còn cách nào Michael đành phải đi xuống để thông báo cho họ. Vừa đến nơi chưa kịp sơ tán mọi người thì con khủng long cũng đã đến, nhưng con khủng long vẫn bình tĩnh để xem sự việc bên trong. Michael và mọi người không dám ho dù chỉ một tiếng, có vẻ nó nhận ra sự quan tâm của mọi người dành cho con mình, nên nó đã không tấn công những con người tốt bụng. Sarah cũng đem khủng long con ra trả cho con mẹ nó, ngay sau khi nhận được con nó liền ăn cháo đá bát. Nó gọi thêm chồng nó đến và đẩy mọi người về phía bờ vực. Không hiểu sao cánh cửa lại khóa lại và họ không thể mở cửa đi ra ngoài,
chiếc xe cũng đã gần ra đến bờ vực. Nó đã rơi xuống nhưng may mắn là vẫn còn một toa mắc ở trên. Sarah bị rơi xuống dưới cuối xe và tấm kính cũng chuẩn bị vỡ. Lúc cô chuẩn bị rơi thì Michael cũng kịp xuống và nắm được cô. Nhưng ba người họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Eddie thấy thế cũng đã chạy đến để cứu mọi người, rồi anh thả cho họ một sợi dây để họ bám vào. Sau đó anh buộc dây vào để kéo chiếc xe lên, nhưng chiếc xe của họ khá nặng nên Eddie không thể kéo lên được. Chưa kịp giải cứu mọi người thì hai con khủng long lại đến lần nữa, rồi nó bắt đầu tấn công Eddie, nhưng anh vẫn không từ bỏ và vẫn giữ chân ga để kéo họ lên. Con khủng long vẫn phá nát chiếc xe để cắn được anh vẫn không chạy và vẫn kiên trì giữ chân ga, và sự kiên trì của anh đã biến thành bữa tối của đám khủng long, anh đã bị chúng xé nát không một chút thương tiếc. Chiếc xe cũng rơi xuống và may mắn mọi người đã chui lọt chiếc xe. Đám người của công ty England cũng đã đến và kéo họ lên. Thiết bị liên lạc của họ đã bị hỏng và không thể gọi cứu viện. Hai bên cũng đã xảy ra cãi vã vì chuyện con khủng long. Nhưng giờ cả hai bên đều bị hỏng thiết bị liên lạc, nên họ quyết định đi cùng nhau đến tòa nhà vận hành máy trên hòn đảo. Tới được đó họ có thể phát tín hiệu cho máy bay đến đón. Họ đã di chuyển cả đêm và không dám dừng lại nghỉ chân. Đi mãi trời cũng đã sáng và mọi người sẽ dừng chân 5 phút. Một thanh niên tranh thủ đi giải quyết nỗi buồn. Đang chuẩn bị cởi thì anh ta đã chú ý đến một tiếng kêu. Hóa ra đó là tiếng kêu của một con khủng long tí hon. Lúc sau quay lại anh không nhớ và đã bị lạc đường. Anh chạy đi tìm mọi người và không may anh đã dẫm trượt chân. Sau đó anh lăn xuống phía dưới. Rồi ngay sau đó vài chục con khủng long tí hon lao vào làm gỏi anh. Những người ở trên cũng đã hết giờ giải lao và tiếp tục di chuyển. Vào một lúc sau họ cũng đã phát hiện không thấy thanh niên kia đâu. Một số người sẽ quay lại tìm anh ta, còn những người còn lại vẫn tiếp tục di chuyển. Đến tối mọi người đã mệt và quyết định chợp mắt một tí. Nhóm người đi tìm đã về và không thấy tung tích của thanh niên kia đâu. Lúc họ đang ngủ thì con khủng long bạo chúa cũng đã đến đây. Nó đánh hơi và chui đầu vào lều của Sarah. Cô cố gắng bình tĩnh và không cử động. Nhưng một tên ở ngoài thấy nó thì đã hét hên. Những người xung quanh cũng tỉnh dậy rồi lập tức bỏ chạy. Sarah cũng may mắn thoát được ra và chạy cùng mọi người. Con khủng long cũng đã gần đuổi được bọn họ. Những người không may mắn bị ngã đã bị nó giấm chết. Sau đó họ đã chạy vào hang động bên trong thác nước để trốn. Bất bị một con rắn độc chui vào người, anh sợ hãi chạy ra ngoài và đã bị con khủng long ăn thịt. Sau đó mọi người cùng nhau chạy ra một cánh đồng cỏ. Những con bờ cỏ Staraptor đang săn mồi ở đây cũng đã nhìn thấy họ, rồi chúng âm thầm chạy sau rồi bất ngờ lao vào tấn công họ. Đây đúng là một bữa ăn thịnh soạn đối với chúng. Còn nhóm người của Michael chạy sau nên đã biết phía trước có nguy hiểm, nên bọn họ đã chạy trốn sang một hướng khác. Họ chạy không chú ý đến bờ vực và đã bị ngã xuống dưới. Sau cú ngã Michael đã bị chấn thương và không thể đi nhanh. Nick đành đi trước để đến nơi phát tín hiệu. Sau một hồi tìm kiếm thì anh cũng đã thấy được nó. Anh vào trong và tìm kiếm để bật cầu giao điện. Anh bật nó lên, thật may là hệ thống điện vẫn còn hoạt động. Rồi anh tìm chiếc máy và bắt đầu phát tín hiệu. May mắn anh đã dò đúng tần số và họ cũng đã phản hồi. Vậy là Nick đã thành công gọi cứu viện đến đón mọi người. Và Michael cũng đã dẫn được Sarah và con gái đến đây. Nhưng bất ngờ một con Staraptor xuất hiện và tấn công Sarah. Cô đã nhanh tay cởi chiếc ba lô ra và chạy thoát. Sau đó Michael đã giữ chân chúng để hai người bỏ chạy đến nơi an toàn. Chúng kéo đến càng ngày càng đông và chia ra tấn công mọi người. Michael chạy vào trong chiếc xe và tạm thời được an toàn. Còn bên này chúng vẫn tìm cách để mà tấn công hai người. Hai người đánh bới đất tạo lỗ hổng để chạy ra ngoài. Hai con khủng long cũng đào giống họ để chui vào trong. Hai người cũng đã thành công chui sang căn phòng khác. Rồi họ bắt đầu trèo lên cao để thoát khỏi con khủng long. Còn Michael cũng ra khỏi chiếc xe rồi chạy về phía họ. Họ chia nhau ra và Michael đã dẫn con gái mình bỏ chạy. Sarah leo lên mái nhà và con khủng long vẫn đuổi theo cô. Cô bị trượt xuống dưới và con khủng long đang nhảy lên để đớp cô. Con bên trên do quá nặng nên nó bắt đầu trượt xuống dưới. Hai con lao vào nhau và bắt đầu bắt đoàn kết. Nhân lúc chúng đánh nhau, Sarah đã nhảy xuống và bắt đầu chạy. Ba người họ cũng đã tập hợp lại với nhau. Trực thăng cứu hộ cũng đã đến để cứu mọi người. Nick cũng đã chờ sẵn ở đây để dẫn họ lên máy bay. Vậy là bốn người họ đã an toàn trên trực thăng để trở về đất liền. Bên này Roland đang chuẩn bị súng để bắn thuốc gây mê vào con T-Rex. Anh rình mò từ xa và đã thành công bắn nó một liều thuốc gây mê. Cứu viện cũng đã đến chỗ anh và họ đã thành công bắt con T-Rex. Dù đã thành công bắt được nó nhưng Roland vẫn không hề vui, vì bao nhiêu đồng đội của anh hy sinh mới bắt được nó. Ngay sau đó họ bắt đầu chuẩn bị đưa chúng về đất liền. Nhóm người của Michael cũng đã thành công về đến đất liền. Lúc này công ty England cũng bắt đầu tổ chức buổi lễ đón khủng long tại cảng. Ngay trong đêm nay họ sẽ khai trương công viên khủng long San Diego. Con tàu chở khủng long cũng đã gần đến đất liền, nhưng có điều gì đó bất thường và họ đi với tốc độ khá nhanh. Phòng điều khiển yêu cầu họ giảm tốc độ nhưng không thấy ai phản hồi. Michael và Sarah cũng thấy bất thường và đã đi ra để xem, con tàu vẫn không hề giảm tốc khi đã đến bờ. Thấy con tàu không an toàn, mọi người lập tức bỏ chạy. Con tàu cứ thế đâm nát hết bến cảng, mọi người trèo lên trên kiểm tra và con tàu đã biến thành một đống đổ nát. Thủy thủ đoàn trên con tàu cũng đã chết hết, lồng nhốt con T-Rex cũng đã trống không.
Lúc này con T-Rex chui lên từ khoang chứa hàng. Mọi người sợ hãi rồi lập tức bỏ chạy. Michael và Sarah tra hỏi và tên giám đốc cũng đã thừa nhận, ông đã bắt con của T-Rex đem về đất liền, vì thế nó đã phá lồng chui ra để đi tìm con. Sarah cũng đã nghĩ ra cách để đưa những con khủng long về đảo, rồi cô bảo tên giám đốc khai ra vị trí của con khủng long con. Sau đó hai người đã đến đó để đưa con khủng long con đi. Con T-Rex lúc này cũng đã chạy vào trong đường phố, nó tấn công tất cả những chiếc xe đang đi ngoài đường, nó biến cả khu phố trở nên hỗn loạn. Những người không may mắn đã bị nó đuổi được và làm thức ăn cho nó. Lúc này Michael cũng đã chở đứa con về gần với nó, khi thấy đứa con nó bắt đầu đuổi theo hai người, anh sẽ lấy đứa con dụ nó quay trở lại tàu. Rồi hai người để con khủng long con ở khoang chứa hàng. Tên giám đốc công ty không biết đó là mồi nhử con mẹ nên đã xuống đấy, hắn vẫn nuôi ý định đem con khủng long con về mở công viên, nhưng lúc hắn đang vây bắt thì con mẹ nó cũng đã đến, sau đó hắn đã bị hai mẹ con nó lao vào không ăn chín uống sôi. Lúc này Sarah cũng đã cầm súng bắn thuốc mê đến, rồi cô đã bắn cho nó một mũi thuốc mê liều cao. Michael cũng đã phối hợp và đóng nắp khoang chứa hàng lại. Vậy là họ đã thành công giam giữ hai mẹ con khủng long ở trên tàu. Sau đó mọi người đã đưa nó quay trở lại hòn đảo. Và John cũng đã tuyên truyền mọi người hãy tin tưởng vào thiên nhiên và giao những con khủng long đó cho thiên nhiên quản lý chúng. Như thế chúng sẽ được sống hạnh phúc hơn khi không có người quản lý. Phần 2 kết thúc tại đây, chúng ta lại đến phần 3 thôi nào. Một nhóm người đang đi du lịch tại hòn đảo Cấm Sơn Na, cậu bé Eric sẽ được trải nghiệm môn thể thao dù lượn. Họ tăng tốc con thuyền và kéo Eric và chú của cậu bay lên cao. Họ bắt đầu đi vào một đám sương mù dày đặc. Hình như con thuyền va chạm phải cái gì đó khiến chiếc dù không được ổn định. Khi thoát khỏi lớp sương mù thì đã không thấy anh lái thuyền đâu. Hình như anh ta đã bị một con quái vật biển tấn công. Lúc này con thuyền cũng đã sắp đâm vào mỏm đá. Hai người cũng đã kịp tháo dây dù để bay vào bờ. Họ bay sâu vào trong hòn đảo để tìm chỗ hạ cánh. Và họ cũng không hề biết trên hòn đảo này có rất nhiều khủng long. 8 năm sau khi thoát khỏi chuyến tham quan công viên khủng long, Alan vẫn tiếp tục nghiên cứu động vật thời tiền sử. Phụ tá của anh là Billy đã tạo ra một cái kèn, và cái kèn này có thể giả tiếng kêu của khủng long và Lord Caesarptor. Alan khá thích thú với phát minh của Billy, rồi tối đến hai người họ đi gặp vợ chồng Paul và Amanda. Vợ chồng họ là một gia đình giàu có thích đi du lịch, nhưng vì kỷ niệm 1 tháng ngày cưới, hai vợ chồng họ muốn đi du lịch đến một nơi nguy hiểm trong đời. Vì thế họ muốn Alan đưa họ đến hòn đảo khủng long Isla Serna, nhưng Alan tí thì bỏ mạng ở đó nên anh đã từ chối, và Paul đã phải rút ra tấm séc $100,000 để thuyết phục Alan. Do đăng ký kinh phí để nghiên cứu nên anh đành nhận lời và dẫn họ đi. Rồi ngày sáng hôm sau họ đã lên máy bay để bay đến hòn đảo. Đi cùng họ lần này có phụ lái Ude Sky và phi công Enace. Còn người đeo kính này là trưởng đoàn tên Cooper. Và họ cũng đã đến hòn đảo khủng long Serna. Xuống máy bay hai anh phi công và Cooper đi vào rừng kiểm tra. Còn Amanda đã lấy chiếc loa phát thanh ra để luyện giọng. Cố hét lên như vậy là điều không tốt nên Alan đã ngăn họ lại. Lúc này bên trong khu rừng có một tiếng gầm to lớn. Hai người lái máy bay chạy ra và bảo mọi người nhanh chân lên máy bay. Có lẽ ba người họ đã chạm trán khủng long bạo chúa. Trưởng đoàn Cooper vẫn ở trong và không thấy chạy ra. Tình hình nguy hiểm nên họ không thể chờ anh ta được. Họ vội vàng cất cánh để thoát khỏi nguy hiểm này. Lúc sau Cooper, người đầy thương tích chạy ra chỗ đường bay. Nhưng lúc này máy bay đã không thể dừng lại được nữa. Và chỉ vài giây sau con khủng long lao ra có luôn món khai vị. Nó lao ra bất ngờ khiến phi công không kịp phản ứng rồi va vào. Cú va khiến máy bay lệch đường bay và chuyển hướng rơi vào trong rừng. Cũng may là không có nạn nhân nào tử vong sau cú va chạm đó, và họ đang bị mắc trên một cái cây cao. Nat gọi cứu viện nhưng mọi đường dây đều bận. Lúc này lại có một con gì đó đang tấn công máy bay của họ. Thì ra con khủng long Spinosaurus đang phá máy bay của họ. Và anh phi công Nat không may mắn đã được vào miệng nó khám phá. Sau đó chiếc máy bay cũng đã bị rơi xuống dưới. Rồi con khủng long lại quay sang tấn công mọi người. Mọi người cũng đã kịp ra ngoài và chạy thoát khỏi đó. Con khủng long vẫn cứ chạy sau để đuổi bắt nguồn thực phẩm. Họ đã chạy qua một cái khe hở nhỏ và con khủng long đã không chui lọt. Vậy là đã cắt đuôi thành công bé khủng long hung ác. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Họ tiếp tục di chuyển thì lại gặp bé khác là khủng long T-Rex. Vậy là họ lại phải chạy quay ngược lại. Một điều chắc chắn khi họ chạy quay lại sẽ gặp con Spinosaurus. Hai con khủng long khác ông nội gặp cái là lại lao vào đánh nhau. Không còn cơ hội nào tốt hơn nên mọi người liền bỏ chạy. Ngay sau đó con Spinosaurus đã giết chết con T-Rex. Lúc này, hai vợ chồng họ cũng đã nói sự thật là mục đích của họ đến đây để tìm cậu con trai. Cậu bé tên Eric đã bay vào trong hòn đảo khi đang chơi dù lượn. Alan khi biết sự thật thì rất tức giận vì hòn đảo này vô cùng nguy hiểm. Họ đành phải quay lại máy bay để tìm kiếm đồ dùng cần thiết, để tiếp tục sinh tồn và thoát khỏi hòn đảo này, rồi họ lại tiếp tục di chuyển để tìm đường sống. Đi được một đoạn và họ cũng đã nhặt được chiếc máy quay của cậu bé. Xem lại đoạn ghi hình thì họ biết cậu bé còn sống sau lần nhảy dù đó, nhưng không biết Eric có thoát khỏi những con khủng long hung ác không, rồi họ đã lấy chiếc dù để đề phòng khi cần dùng đến.
và họ cũng đã phát hiện ra người chú của Eric còn mỗi bộ xương. Họ tiếp tục di chuyển và đã gặp một tổ trứng khủng long. Con số chính xác không phải một tổ mà là ba tổ, và đó là trứng của loài khủng long ăn thịt. Họ tiếp tục di chuyển được một đoạn thì không thấy Billy đâu. Alan quay lại thì hình như Billy đang cất một thứ gì đó vào trong túi. Chắc có lẽ anh ấy lấy mấy quả trứng khủng long để tí đem đi luộc. Rồi họ tiếp tục di chuyển và đã thấy căn cứ cũ của công ty in-game. Có lẽ cậu bé Eric đang ở đó nên mọi người thử đến đó để kiểm tra. Họ di chuyển vào bên trong và bắt đầu tìm kiếm. Vào đến đây họ vẫn không thoát khỏi những con khủng long, và lần này họ đã chạm trán con Velociraptor. Chiến đấu với nó là điều không thể nên họ tiếp tục bỏ chạy. Con miếng mồi ngon nên nó muốn chia sẻ với đồng loại. Nó gọi thêm những con Velociraptor khác để vây bắt mọi người. Mọi người đã chạy vào đám khủng long đang ăn cỏ. Đàn khủng long thấy họ thì đã điên cuồng chạy. Đám khủng long giờ đây đã trở nên hỗn loạn. Chính sự hỗn loạn đó đã cản trở Velociraptor bám đuổi theo họ. Rồi họ lại chạy vào khu rừng và leo lên một cái cây. Còn bên này Ude Sky đã bị một con raptor chặn đầu. Sau đó anh đã bị nó đâm một cái móng vuốt vào lưng rồi ngất đi. Rồi chúng để anh nằm đấy làm mồi nhử những người khác đến. Ba người họ thấy Ude Sky nằm đấy thì định xuống cứu. Amanda leo xuống vội vàng và đã bị trượt chân tí rơi xuống dưới. Hai con khủng long đã chạy ra để đứng dưới, rồi nó nhảy lên để đớp lấy cô nhưng không tới. Paul và Billy cũng kịp leo xuống và kéo cô lên. Suýt nữa thì đã mắc bẫy của mấy con khủng long raptor, chúng không chờ họ mắc bẫy nữa và đã tiễn Ude Sky. Còn Alan đang bị lạc đàn và phải ẩn náu mấy con khủng long, nhưng cũng không trốn được lâu và con raptor đã tìm ra anh. Chúng kéo đến đông hơn để Alan không có đường chạy. Nhưng đột nhiên ở đâu bay ra mấy quả sờ mốc, làm cho mấy con khủng long cay mắt bỏ chạy. Rồi một bóng dáng nhỏ bé đi vào và lôi anh ra khỏi đám khói. Có lẽ đó là cậu bé rừng xanh tác răng đến để cứu. Rồi cậu bé dẫn anh về căn cứ bí mật của mình. Nhìn đi nhìn lại thì đó chính là Eric, con trai của vợ chồng Paul. Rồi đến lúc an toàn hai người họ đã chuẩn bị đồ, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm những người còn lại. Đi gần đến dòng sông thì họ đã phát hiện bên dưới có một chiếc thuyền. Trông nó còn khá tốt nên họ quyết định dùng nó để đi ra đến biển. Họ bắt đầu di chuyển và tìm đường để xuống đó. Bên này ba người họ chờ mãi không thấy Alan đâu, nên đành đi trước để tìm đường ra đến bờ biển. Còn hai người bên này đã đi theo những con đường chật hẹp để đến sông. Lúc đang đi thì Eric đã nghe thấy tiếng điện thoại vệ tinh của bố mình. Sau đó hai người vội chạy về phía tiếng chuông điện thoại kêu. Bên này hai vợ chồng cũng đã nghe thấy tiếng con trai gọi mình, rồi họ cũng vội chạy về phía cậu bé. Và giờ gia đình họ chỉ cách nhau một bức tường rào ngăn cũ của công viên. Eric nói nhờ có tiếng chuông điện thoại cậu mới tìm được bố. Nghe xong ông bố ngạc nhiên vì mình không hề cầm theo điện thoại. Thì ra chiếc điện thoại phát ra từ bụng con khủng long ở đằng sau lưng họ. Không dám chần chừ và mọi người bắt đầu chạy. Alan và Eric đang cố gắng chạy đến cửa để sang bên kia. Và họ đã thành công chui sang trước khi nó đuổi kịp. Nhưng ngay sau đó con khủng long đâm thủng rào để đuổi theo họ. Vậy là họ lại phải cong đít lên chạy thoát khỏi nó. Họ chạy vào bên trong căn nhà rồi vội đóng cửa lại. Đến bây giờ thì họ mới thật sự thành công thoát khỏi nó. Đến lúc này Alan mới kiểm tra chiếc túi của Billy, thì đã phát hiện bên trong có hai quả trứng khủng long, và đó chính là lý do mấy con raptor luôn tìm cách săn đuổi họ. Đến lúc này Alan cũng đành phải giữ lại hai quả trứng, để phòng khi con raptor bắt được họ còn có cái để trả cho nó. Mọi người lại cùng nhau di chuyển đến chỗ con thuyền để ra biển. Họ đến vách núi rồi đi xuống phía dưới bằng cầu thang, chất lượng của chiếc cầu thang đã xuống cấp và nó đã rơi, cũng may Alan không bị rơi xuống dưới vực sâu. Vậy là họ lại phải đi qua bằng một cây cầu khác. Và lần này sẽ là từng người qua một để nó không bị quá tải. Alan thành công qua được bên kia và lần lượt đến những người tiếp theo. Lúc đến lượt Eric thì cậu bé đã bị một con chim khổng lồ tha đi. Mọi người chạy ra giữa cây cầu và đã không còn thấy cậu bé đâu. Và con chim đã tha Eric để đem về cho đàn con đói bụng của nó. Những người ở trên đã đuổi theo để cứu cậu bé. Billy đã mặc chiếc dù hồi chiều để bay đến cứu Eric. Và may mắn là chiếc dù đó vẫn còn sử dụng được. Lúc này mấy con chim hào ăn vẫn đuổi theo để ăn thịt Eric, nó mổ cho cậu ngu cả người không còn biết đường chạy. Lúc này Billy cũng đã bay đến chỗ cậu bé, rồi Eric chạy đến và nhảy bám vào người Billy. Đàn chim khổng lồ đuổi theo và đã làm rách chiếc dù của họ, và Eric đã phải buông tay để nhảy xuống dòng sông bên dưới. Ba người còn lại cũng bị một con đuổi theo để ăn thịt, và rồi cây cầu cũng sập và họ cũng đã bị rơi xuống dưới sông, họ liền lập tức bơi vào trong bờ. Họ đã tìm thấy Eric và cùng nhau bỏ chạy. Billy cũng thành công tháo chiếc dù và nhảy xuống dưới sông, nhưng anh đã không thể chạy thoát khỏi đàn chim. Anh bị chúng tấn công rồi chạy theo dòng sông. Những người còn lại cũng đã thành công lên được con thuyền, rồi họ bắt đầu xuôi theo dòng sông để ra biển. Đi được một lúc thì họ lại nghe thấy tiếng điện thoại của Paul, mà chiếc điện thoại đó lại đang nằm trong bụng của con khủng long kia. May mắn đó không phải là con khủng long, mà chỉ là chất thải da to chà bá của nó, và họ đã bắt buộc phải tìm kiếm chiếc điện thoại để gọi cứu viện. Cuối cùng cũng đã tìm thấy chiếc điện thoại dính rất nhiều bùn. Trời cũng bắt đầu mưa và họ lại tiếp tục lên thuyền để ra biển.
Eric đã phát hiện mặt nước đang chuyển động, ngay sau đó một con khủng long dưới nước ngoi lên và tấn công họ. Mọi người vội chạy vào bên trong chiếc lồng để nó không tấn công được. Nó cũng đã làm cho thùng nhiên liệu bị thủng và chảy ra ngoài. Bé khủng long vẫn đang cố gắng phá chiếc lồng để bắt được mọi người, sau đó đã lôi chiếc lồng của họ xuống dưới sông. Lúc chiếc lồng chuẩn bị chìm, Alan đã rút điện thoại gọi cho Emily, và đã thành công bảo Emily gọi cứu viện đến hòn đảo cứu mình. Lúc này mọi người và chiếc lồng cũng bắt đầu chìm xuống. May mắn Paul đã thoát được ra ngoài và ngoi lên mặt nước. Chiếc lồng bị chìm ở chỗ nước nông nên mọi người vẫn có thể thở được. Bé khủng long cũng đã thò chân vào và cào cấu những người bên trong. Amanda không may mắn đã bị móng chân của bé chạm trúng người. Sau khi thoát được ra, Paul đã trèo lên cần cẩu và làm nó chú ý đến mình, để cho những người trong lồng trốn thoát ra ngoài. Rồi Alan bắn pháo sáng về chiếc thuyền để nó nổ tung. Con khủng long bị lửa đốt nóng quá nó liền bỏ chạy, và Paul vẫn may mắn sống sót sau vụ nổ đó. Họ lại tiếp tục di chuyển để đến được bờ biển. Khi gần đến biển thì họ lại bị mấy con raptor chặn lại, chúng bao vây bốn phía và họ đã không còn đường chạy. Mấy quả trứng khủng long mà họ mang theo giờ đã đến lúc phải dùng đến. Sau đó họ đã lấy hai quả trứng ra để câu giờ, rồi Alan lấy chiếc kèn giả tiếng khủng long bạo chúa của Billy ra, anh lấy hết sức thổi chiếc kèn. Mấy con raptor tưởng đó là tiếng khủng long bạo chúa liền bỏ chạy. Trời cũng vừa kịp sáng, mọi người vội chạy ra bờ biển. Sau cuộc gọi đó, Emily cũng đã thành công đưa cứu viện đến hòn đảo, và binh lính cũng đã đến hòn đảo để giải cứu mọi người. Khi lên trực thăng thì họ vô cùng bất ngờ. Billy vẫn may mắn sống sót khi bị lũ chim tấn công. Anh chỉ nhấc đi rồi trôi theo dòng sông ra đến biển và được binh lính cứu. Rồi bọn họ cùng nhau ngồi trên một chiếc trực thăng và trở về đất liền. Phần 3 kết thúc tại đây, chúng ta lại đến phần 4 thôi nào. Người bố cùng vợ chuẩn bị đưa hai người con trai ra sân bay. Họ sẽ cho hai đứa đến hòn đảo thương mại về khủng long, để hai đứa trẻ thỏa sức khám phá và du lịch. Sau khi xuống máy bay thì hai anh em đã lên một du thuyền. Xuống thuyền, Jay ra ra đã đứng sẵn đó để đón hai anh em. Jay rất háo hức và không thể đi chậm lại được. Do Jay che ra có chức vụ khá cao ở đây, nên hai anh em đã được ở phòng VIP và có thể tham gia mọi hoạt động mà không cần xếp hàng. Đây là phòng nghiên cứu và phát triển các chủng mới. Các nhà khai quật DNA khám phá ra loài hàng năm, để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Họ muốn chúng to hơn, ồn ào hơn và nhiều răng hơn. Indominus Rex là sinh vật lai biến đổi gen đầu tiên của họ. Mỗi lần công bố có một sản phẩm mới, lượng du khách đổ về đây sẽ tăng vọt lên. Do dì Claire còn nhiều việc cần giải quyết, Lassie đã giao hai anh em cho chị Zara và nói ngày mai dì sẽ đưa hai đứa đi thăm phòng điều khiển. Sau đó Claire đưa ngài Simon đến để xem một con khủng long. Đây là một con trưởng thành qua quá trình lai tạo, nó mạnh hơn những con khác rất nhiều. Bên này Owen đang huấn luyện các con khủng long raptor, chúng khá hung ác nhưng vẫn biết nghe lời Owen. Nhờ thái độ hợp tác huấn luyện nên mỗi con đã được anh thưởng cho một miếng thịt. Một thanh niên đang cầm chồng cờ hó để bắt con lợn sổng, khi chuẩn bị kéo con lợn lên thì con khủng long đã tóm lấy nó và sau đó kéo cả anh thanh niên kia xuống. Nó định lao vào ăn thịt anh thì cũng may Owen đã thịt chạy vào, anh tạm thời điều khiển được chúng rồi anh cũng từ từ người lùi về sau, anh đã kêu cho anh da đen ở ngoài đóng cửa vào. Lúc cửa chuẩn bị sập hẳn xuống thì Owen cũng kịp thoát ra ngoài. Vậy là hai người đã thoát khỏi những con khủng long này. Đám trẻ rất thích thú với mấy chú khủng long đáng yêu này. Các bạn nhỏ được thỏa sức cưỡi lên chúng. Hai anh em nhà Jack và Grady cũng chơi rất vui vẻ. Grady lấy máy ảnh ra chụp để lưu lại những kỷ niệm này. Nhân cơ hội lúc chị Zara nghe điện thoại, hai anh em đã chạy đi để rời xa tầm kiểm soát của người lớn. Claire phi xe đến túp lều tranh bên hồ để gặp Owen. Triển lãm sẽ mở cửa ra mắt công chúng trong 3 tuần nữa nên cô muốn Owen đến để xem xét chú khủng long kia và để tham khảo ý kiến của anh. Đến nơi rồi cô cho người thả thức ăn xuống, nhưng đợi một lúc thì không thấy con khủng long xuất hiện. Màn hình cũng thông báo không có dấu hiệu nhiệt. Lúc này Owen lại thấy có những vết xước trên bức tường, nên mọi người nghĩ là con khủng long đã chạy trốn. Claire vội vã lên xe để trở về phòng điều khiển. Cô cũng điện cho Lassie để định vị con khủng long. Lúc này ba người họ nghĩ là khủng long không còn ở đây, nên đã đi vào chuồng để kiểm tra xem nó ra bằng cách nào. Lassie đã tìm ra vị trí của nó và nó vẫn ở trong chuồng. Họ cũng đã phát hiện ra Owen và hai anh bảo vệ cũng trong đó, nên liền nói qua bộ đàm và thông báo để họ chạy ra khỏi đấy, và họ bắt đầu chạy nhưng nó đã tóm được một người. Những người quan sát chỉ nghe thấy tiếng nói nhai rột rột. Phòng điều khiển cũng bắt đầu cho đóng cửa vào. Owen cũng thành công chạy qua khỏi cánh cửa đó, nhưng cánh cửa chưa kịp đóng hết nên nó vẫn thò đầu được ra ngoài. Sức mạnh của nó rất khủng khiếp, nó chỉ cần giẫy nhẹ đã phá vỡ được cánh cửa. Owen cũng nhanh chân chui vào gầm ô tô, còn anh bảo vệ quá béo nên không chui vừa, nên đành phải ngồi trốn ở ngoài. Con khủng long phát hiện con mồi bằng thân nhiệt, nên nó dễ dàng tìm thấy anh bảo vệ và móc ô tô lên, và sau đó vĩnh biệt anh bảo vệ. Owen nhanh trí cắt đứt ống dẫn xăng ô tô, anh làm như vậy khiến cơ thể anh không phát ra mùi và nhiệt. Con khủng long không phát hiện ra anh và anh đã may mắn thoát được một kiếp nạn.
nó đang tiến gần đến khu vui chơi, nhưng ngài Simon không muốn thông báo sơ tán du khách, vì sợ chuyện này bại lộ và phải đóng cửa mãi mãi, và ông quyết định để bên quản lý giống âm thầm bắt nó. Mọi người nhanh tay chuẩn bị vũ khí, nhưng không được gây sát thương. Đội quân bắt đầu di chuyển và còn 400 mét nữa là đến mục tiêu, và mọi người bắt đầu tiến vào trong khu rừng. Người đội trưởng đã phát hiện ra thứ gì đó, họ đã phát hiện ra nó đã cắn bỏ máy định vị, và lúc này nó đang ở đằng sau anh ta. Anh ta bỏ chạy nhưng bị ngã và đã bị nó giẫm nát bét. Phải nói là đội quân này nó không sợ chết, thấy nó hung dữ như thế vẫn lao vào để chiến đấu. Từng phút trôi qua lại có thêm một người chết. Ngài Simon lúc này cũng hối hận vì không cho dùng súng bắn đạn. Claire đã quyết định đóng cửa tất cả khu phía bắc. Hai anh em lúc này đã vào trong một chiếc xe lồng kính. Chiếc lồng này có thể di chuyển theo hướng mình muốn. Claire điện cho Zara xem có Jack và Grady ở đó không. Nhưng Zara đã mất dấu hai anh em từ lúc ở công viên, nên bây giờ cô không biết chúng ở đâu. Sau đó Claire đã điện cho Jack, nhưng do trong lồng kính quá kín nên sóng chập chờn và chúng không hiểu Claire nói gì. Lúc này hai anh em đang ở thung lũng, chúng khá tò mò với khu vực cấm này nên hai anh em quyết định vào trong khám phá. Dì Claire đã tìm đến Owen để nhờ anh đi cùng mình tìm bọn trẻ. Hai anh em càng ngày càng tiến sâu vào khu rừng. Jack đang dừng để ngắm mấy con khủng long hiền lành phía trước, thì từ đằng sau xuất hiện một cái bóng khổng lồ. Chúng quay lại thì hú hồn chim én. Nó đá hai anh em lăn như một quả bóng. Sau một hồi quay tròn thì nó đã bị lật ngửa. Bên ngoài hai con khủng long vẫn đang chiến đấu với nhau. Con khủng long không đánh được con kia liền bị nó cắn đứt đầu. Dì Claire lại gọi nhưng điện thoại đã bị rơi xuống dưới. Jack cố vớt đến lấy nhưng nó xa hơn tầm tay của anh. Nó đã chú ý đến Jack và Grady rồi chọc thủng tầm kính. Nó há thật to và ngoạm quả lồng kính một phát. Dù là kính cường lực nhưng cũng không thể thắng nổi hàm răng sắc nhọn. Nó nhấc lên rồi đập xuống khiến hai em sợ xanh mặt. Lúc cận kề với tử thần, Jack nhanh tay tháo dây an toàn và hai em đã rơi ra khỏi cái lồng kính đó. Jack và em trai cắm đầu cắm cổ chạy, chạy được một đoạn thì đến một thác nước cao. Con khủng long cũng đã đuổi tới nơi. Không còn cách nào khác, hai người đành phải nhảy xuống. Con khủng long vẫn chưa chịu buông tha và vẫn đứng trên rình mò. Jack không cho em mình ngoi lên mặt nước và con khủng long nhìn một lúc không thấy chúng đâu và đã bỏ đi. Hai anh em cũng đã bơi được vào bờ. Claire và Owen đã đi đến được thung lũng. Khung cảnh hiện lên trước mắt họ là những bộ xác của khủng long. Nhìn cảnh này Claire chắc là thấy rất hối hận vì đã lai tạo ra những con khủng long hung dữ như vậy. Ông bèo u này là Vic Haskins. Từ trước đến nay ông luôn tìm cơ hội để đứng lên cầm quyền tại đây. Và hôm nay chính là cơ hội để làm điều đó. Ông đã tập hợp đội quân của mình lên trên hòn đảo này. Ở cảnh khác, Claire và Owen đã tìm thấy chiếc xe của bọn trẻ. Claire không thấy hai đứa đâu thì rất lo sợ. Nhưng Owen thì biết bọn trẻ đã chạy được vì anh thấy dấu chân của chúng trên vũng bùn. Hai người đi theo dấu chân thì cũng đã đến thác nước. Lúc này Owen đã bảo Claire đi về để mình đi tìm chúng. Vì cô ăn mặc như này đi theo sẽ thêm một cánh nặng. Nhưng cô nhất quyết đòi đi cùng. Và cô đã chỉnh trang lại quần áo và sẵn sàng chiến đấu. Hai anh em lúc này đã tìm thấy một căn cứ bỏ hoang. Họ vào trong và đã thấy vài chiếc xe. Hai anh em quyết định sửa cái xe này. Do nó giết quá nhiều sinh mạng trên hòn đảo. Và ngài Simon đã không muốn giữ lại con quái vật này nữa. Họ quyết định dùng súng bắn chết nó. Người lái trực thăng đã không đến được đây, nên ngài Simon đã quyết định tự mình lái trực thăng để chở những người lính đi giết con khủng long đó. Bên này hai anh em cũng đã sửa thành công chiếc xe, rồi lái thẳng về hướng công viên. Con khủng long lúc này đang chạy về phía lồng chim. Đội quân đi cùng ngài Simon bắt đầu nổ súng, bắn mãi không trúng được viên nào. Nó cũng đâm thủng tấm kính rồi chạy vào chuồng chim, rồi nó gầm lên vài tiếng thật to khiến vài con chim khiếp sợ và chui ra từ lỗ hổng. Nó bay lên và lao thẳng về phía chiếc trực thăng, rồi đâm vào khiến một anh lính thiệt mạng tại chỗ. Trực thăng lúc này đã mất kiểm soát rồi từ từ rơi xuống và nổ tung. Thế là đã tạo ra một lỗ hổng ở trên đỉnh lồng chim và đàn chim ồ ạt bay ra ngoài. Hai anh em cũng đã về đến cổng của công viên. Lúc này Zara cũng đã điện cho Claire và thông báo đã nhìn thấy lũ trẻ ở công viên qua camera. Hai người lập tức lên xe để trở về công viên. Đàn chim cũng đã bay tới công viên và bắt đầu kiếm mồi. Mọi người ra sức chạy trốn khỏi tầm nhìn của chúng. Khung cảnh lúc này thật hỗn loạn, chị Zara cũng bị chúng tha đi, bảo vệ cũng đã đến và bắt đầu tấn công chúng. Owen cũng bị một con chim tấn công. Cũng may Claire đã kịp thời ứng cứu. Để trả ơn cứu mạng, Owen đã tặng cô một nụ hôn, và ba dì cháu cũng đã tìm được nhau. Do ngài Simon trách sau vụ rơi trực thăng, tên bèo u nhân thời cơ, hắn không chế mọi người trong phòng điều khiển và đuổi tất cả nhân viên ở đó đi, để người của ông toàn quyền kiểm soát, và kế hoạch của hắn là thả 4 con raptor của Owen ra. Để chúng đánh hơi và tìm giết con khủng long Indominus Rex. Owen nhận được tin cũng đã phi tới đó, anh không đồng tình với kế hoạch này. Nhưng giờ hắn là người nắm quyền cao nhất ở đây, nên anh đành phải làm theo lời hắn, và anh sẽ là người dẫn đầu trong nhóm lần này.
Mọi người cùng nhau bàn kỹ hơn về kế hoạch, rồi anh cho chúng ngửi để nhận biết mùi của con khủng long kia. Vừa mở cửa thì chúng ngay lập tức chạy về phía con Indominus Rex. Owen và những người khác lái xe theo sau. Chúng điên cuồng chạy vào trong rừng. Chúng bắt đầu đi chậm lại, chắc đã phát hiện ra gì đó. Mọi người cũng đã vào vị trí chuẩn bị chiến đấu. Con khủng long từ trong bước ra. Mấy con raptor nãy rất hăng nhưng giờ thì không dám tấn công, và chúng bắt đầu giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ gì đó. Và bốn con raptor đã đồng ý để nghĩ Nozick là con đầu đàn, và giờ mục tiêu của chúng không phải là con khủng long kia nữa. Chúng đã đổi mục tiêu thành con người. Mọi người không chờ đợi nữa và lập tức nổ súng. Súng vừa nổ thì nó liền bỏ chạy, và họ đã bắn cho nó một mũi tên lửa khiến nó ngã ra đấy, nhưng nó lại đứng dậy và bỏ chạy vào sâu bên trong. Mọi người bắt đầu tiến vào để tìm nó, và mấy con raptor lúc này đã quay ra tấn công họ. Do trời tối nên mọi người không chơi lại chúng, nên họ đành phải lên xe để bỏ chạy. Lúc này ba dì cháu đang theo dõi qua camera. Một người lính trốn thoát được trở về và bảo cô mau lái xe chạy đi. Ông ta chưa kịp lên xe thì đã bị một con raptor kéo lại, rồi Claire ở hoảng hốt lái xe rời đi. Chúng đuổi ngay sát đằng sau. Đến khi sắp đuổi đến thì cô nhanh tay đánh lái để chết một con. Jay lấy khẩu súng điện bên cạnh đánh nốt con còn lại. Vậy là thành công cắt đuôi chúng. Owen cũng đã đuổi đến nơi và dẫn mọi người đến khu vui chơi, rồi họ chạy vào phòng thí nghiệm nhưng mọi người đã chuyển đi. Lúc này tên béo ú cũng đến để lấy những mẫu họ đã nghiên cứu. Lúc này một con raptor cũng đã chạy đến đây, rồi nó lao vào tấn công ông béo. Bốn người họ nhanh chân bỏ chạy và đóng cửa lại, khi ra đến ngoài thì họ đã bị ba con bao vây. Do Owen là người chăm sóc chúng từ nhỏ đến giờ, nên anh dễ dàng thuần hóa được chúng. Lúc này chúng đã xem anh là con đầu đàn. Con khủng long Indominus Rex cũng đã đuổi được đến đây, rồi nó đã giết chết một con raptor. Owen huýt sáo một tiếng là chúng đã lao vào tấn công. Ba dì cháu đi ẩn nấp, còn Owen ở ngoài yểm trợ cho hai con raptor. Claire đã nghĩ ra kế gì đó và cô đã chạy về phía chuồng số 9 và ra lệnh cho Lazy mở cửa chuồng ra. Bên trong là một con khủng to vật vã tên T-Rex. Claire cầm pháo sáng để thu hút và dụ nó đi theo mình. Đến nơi, cô vứt pháo sáng vào con Indominus Rex rồi để hai con nó tự chiến đấu với nhau. Con T-Rex vừa đánh được mấy chiêu thì đã ngã xuống, và con Indominus Rex chuẩn bị cắn chết con T-Rex lúc này. Con Raptor đã nhảy lên tấn công để ngăn cản con Indominus Rex. T-Rex chớp thời cơ đứng lên và cắn vào cổ nó, rồi hất tung nó vào ngôi nhà bên cạnh. Con T-Rex cắn vào cổ và hất con Indominus Rex về phía hồ nước nuôi thủy quái. Nó chưa kịp quay lại đánh trả thì bị con thủy quái lao lên cắn, sau đó đã lôi con Indominus Rex hung ác này xuống nước. Còn con T-Rex đã được huấn luyện và khá hiền lành, nên nó rất hiền và không tấn công những sinh vật khác. Sau đó nó quay mặt và trở về rừng xanh. Vậy là đã thành công giết chết con khủng long hung ác và trả lại bình yên cho nơi này. Những người bị thương cũng đã được sơ cứu vết thương và đang chờ tàu đến đón về đất liền. Lúc này bố mẹ của hai anh em cũng đến để đón hai em về. Bà mẹ đã khóc khi thấy con mình vẫn bình an vô sự. Họ chạy đến và ôm lấy nhau. Dì Claire và chú Owen cũng đã đến bên nhau. Hai người quyết định sẽ yêu nhau và bên nhau suốt đời. Vậy là những loài động vật trên đảo cũng đã được tự do. Từ nay chúng sẽ là những con vật thống trị hòn đảo này. Đến đây bộ phim cũng đã hết. Chúng ta cùng đến phần tiếp theo nhé. 3 năm sau khi con khủng long Indominus Rex bị kéo xuống biển, công viên khủng long này đã thành một nơi bỏ hoang. Nhóm lính đánh thuê đã quay trở lại đây để thu thập DNA. Từ phần còn lại của con Indominus Rex dưới đáy hồ, họ lặn sâu xuống dưới để tìm bộ xương của nó. Hai người họ không thoát khỏi sự lo lắng, vì dưới đáy hồ này vẫn còn một con thủy quái khổng lồ. Rất nhanh họ đã tìm được bộ xương của con Indominus Rex. Họ dùng lưỡi cưa để cắt lấy một đoạn xương, rồi buộc nó vào túi khí để nó nổi lên trên. Những người ở trên đã tìm thấy và lấy được nó, hai người bên dưới cũng bắt đầu di chuyển lên trên. Nhưng đằng sau họ lại xuất hiện một hàm răng to lớn, và đó chính là con thủy quái đã ăn thịt con Indominus Rex. Những người bên trên cũng đã mất tín hiệu của họ, và họ đã bị con thủy quái đó ăn thịt. Có vẻ đằng sau anh áo vàng có gì đó nên đồng đội bảo anh chạy, anh quay lại thì một con khủng long đang đứng đằng sau anh. Chiếc trực thăng vội bay cao khỏi tầm với của con khủng long, rồi thả xuống cho anh áo vàng một cái thăng bằng dây. Con khủng long vẫn không chịu buông tha cho anh áo vàng, lúc nó chuẩn bị tóm được thì anh cũng kịp nhảy bám vào thang. Vậy là đã thành công thoát khỏi con khủng long. Niềm vui đến với anh cũng chỉ được tính bằng dây, rồi ngay sau đó con thủy quái đã lao từ dưới lên đớp chọn lấy anh, còn những người trên trực thăng đã may mắn thoát chết. Khúc xương của con Indominus Rex vẫn an toàn trên trực thăng, chỉ tiếc là ba người đồng đội của họ đã bỏ mạng tại đây. Ngọn núi lửa đã tắt bao năm nay sắp hoạt động trở lại, khi nó hoạt động trở lại những con khủng long trên đảo sẽ chết. Các nhà thần học đang dự đoán sự tuyệt chủng. Thượng viện Hoa Kỳ đã triệu tập một ủy ban riêng biệt để xem loài khủng long có nên được cứu khỏi hòn đảo đó không, hay chúng nên bị bỏ lại và chết, và họ cho rằng những chú khủng long nên bị tiêu diệt bởi núi lửa, vì con người đã làm cho chúng trở nên hung ác và đi giết người. Đó là một sai lầm của loài người khi đã tạo ra chúng,
và giờ đã đến lúc để sửa sai lỗi lầm đó, và họ đã quyết định để cho chúng bị tuyệt chủng. Sau khi rời khỏi hòn đảo khủng long XL, Claire đã lập ra một tổ chức bảo vệ khủng long. Họ là những người kêu gọi mọi người bảo vệ khủng long. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, và họ đã quyết định không cứu khủng long và mặc kệ cho thiên nhiên hủy diệt chúng. Claire nghe thấy thông báo này thì vô cùng buồn. Bao nhiêu năm cô ra sức bảo vệ chúng đã trở nên vô nghĩa. Người chủ trước đây của đám khủng long cũng đã đọc được tin tức. Sau đó ông đã điện cho Claire và bảo cô đến gặp mình. Rồi cô lập tức lái xe đến đó để gặp ông. Ông ấy tên là Lockwood và ông là đồng sáng lập công viên khủng long. Đến nơi rồi ông cho người xuống đón cô. Anh ta tên là Mice, là trợ lý của ông Lockwood. Ông cũng bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Lockwood muốn cứu những chú khủng long khỏi vụ phun trào núi lửa. Ông muốn những con khủng long được sống trong hòa bình, và ông đã chuẩn bị một hòn đảo để làm nơi chúng sinh sống. Nơi đây không có rào chắn không lồng và không có người quản lý, và chúng sẽ được sinh sống trong môi trường hoang dã. Ông gọi cô đến đây là để muốn cô giúp trong kế hoạch lần này, vì không ai hiểu hòn đảo đó bằng cô. Họ cần dấu vân tay của cô để mở khóa hệ thống theo dõi, để định vị được những con khủng long đang ở đâu. Họ sẽ tìm chúng và cứu sống 11 loài khủng long, đặc biệt là con Raptor Blue. Nó là loài vật thông minh thứ hai chỉ đứng sau con người, và nó cũng là con duy nhất sót lại của loài Raptor. Đây cũng là điều cô muốn làm nên cô đã đồng ý. Sau đó cô đã đến tìm tình cũ của mình là Owen. Anh chính là người đã huấn luyện mấy con khủng long đó, nên có anh việc bắt chúng sẽ dễ dàng hơn. Cô đã thuyết phục anh đi cùng mình nhưng anh đã từ chối. Cô để lại Dia chỉ máy bay cất cánh và bảo anh hãy suy nghĩ kỹ. Nếu đồng ý đi thì ngày mai đến đó để bay cùng mình. Tối về anh xem lại những video ngày xưa anh huấn luyện chúng. Chắc lúc này quyết định của anh cũng đã bị lung lay, vì anh vô cùng yêu những chú khủng long này. Sáng hôm sau đợi mãi Owen không đến, nhưng khi cô lên máy bay thì anh đã ở đây rồi. Cô vui vẻ giới thiệu bạn đồng hành lần này. Người phụ nữ này tên ra là một bác sĩ thú y, còn đây là Frank, là một người phân tích hệ thống, và máy bay cũng bắt đầu cất cánh bay đến hòn đảo. Sau một tiếng bay thì mọi người cũng đã đến hòn đảo. Một đám lính đánh thuê đã đợi sẵn ở đây, họ là những người Lockwood thuê để hỗ trợ mọi người bắt khủng long, rồi mọi người bắt đầu lên xe và di chuyển vào công viên. Khu vui chơi giờ đây cũng đã bị bao phủ bởi cây cối. Những chú khủng long cũng được tự do di chuyển trên hòn đảo, chúng không còn bị giam cầm như trước khi nữa. Họ tiếp tục di chuyển và đã đến phòng theo dõi. Frank nhập mật mã và thành công mở được cánh cửa. Claire đã nhập dấu vân tay và thành công khởi động hệ thống. Sau đó Frank cũng đã tìm được vị trí của con Blue Raptor. Owen và mọi người sẽ đi bắt nó, còn Claire và Frank sẽ ở lại đây theo dõi. Owen sẽ là người tiếp cận con khủng long đó trước, rất nhanh anh đã tìm ra dấu vết của nó. Bụi cây trước mặt anh đã rung lên, rồi nó đã nhảy ra từ đằng sau chiếc xe. Anh tiếp tục dùng những hành động khi xưa để tiếp cận nó. Nó cũng dần dần nhận ra và không tấn công anh. Đám người kia thấy nó thì liền bắn thuốc gây mê. Owen đã cản lại nhưng chúng cố tình bắn. Nó bắt đầu trở nên hung ác và tấn công một người. Hắn sợ quá nên đã rút súng ra bắn vào con Blue. Owen thấy thế nên đã lao vào tấn công tên cầm đầu, nhưng đã bị hắn bắn thuốc mê và ngã xuống đất. Chúng chĩa súng về phía Dia và định giết cô, nhưng con Raptor vừa bị bắn do mất nhiều máu. Nếu chúng giết cô thì sẽ không có ai chữa cho con Raptor nữa, nên chúng đã tha chết cho cô lần này. Núi lửa cũng đã bắt đầu phun trào, Claire và Frank cũng đã cảm nhận được điều đó. Họ đang chuẩn bị chạy ra ngoài thì cánh cửa cũng đã đóng lại, và việc này chính là do đám lính đánh thuê kia làm. Sau đó chúng cũng đã điện báo cáo tình hình. Thì ra tên Mice này đang ngấm ngầm phản bội ông Lockwood. Hắn sẽ không giao mấy chú khủng long này cho Lockwood, và Mice đã cấu kết với đám lính để đem chúng đi bán. Còn Owen lúc này đang nằm bất tỉnh nhân sự. Lớp nham thạch cũng đã sắp chạy đến chỗ anh. Cũng may con khủng long gần đó đã đá lưỡi với anh để anh tỉnh. Do vừa trúng thuốc mê nên anh không thể đứng dậy được. Anh phải chồng mông lên và bò như con sâu để thoát chết, sau đó vịn vào cái cây để đứng dậy. Còn Frank cũng đã mở được một cánh cửa, nhưng đang có con gì đó đi từ cánh cửa đó vào đây, rồi từ đường hầm bước ra một con khủng long to lớn. Họ cũng đã nhìn thấy một cái thang núi lên nóc tòa nhà, rồi hai người vội vàng trèo lên trên và họ đã thành công thoát ra khỏi căn phòng đó. Núi lửa càng ngày phun trào càng mạnh. Từ phía đằng sau Owen cũng đang chạy thoát khỏi khu rừng. Hàng chục con khủng long cũng chạy phía sau anh. Claire và Frank cũng bắt đầu bỏ chạy. Ba người họ cũng đã đuổi được nhau. Sau đã phải chạy về phía thân cây đổ, rồi núp đằng sau cây để tránh lũ khủng long. Có mỗi cái cây để núp thì cũng bị chúng đâm nát hết, họ đành phải chui vào chiếc lồng kính cạnh đó. Đúng lúc này có một con khủng long chú ý đến họ, cũng may sau đó nó đã lao đến tấn công con khác. Chúng đánh nhau tại chỗ và làm chiếc lồng kính lăn đi. Owen chưa kịp vào thì nó đã tự động đóng cửa, anh đành phải chạy bộ để thoát khỏi đám khủng long hỗn loạn. Phía trước họ lúc này là bờ vực, những đám khói đen cũng đã vây kín Owen. Hai người Claire cũng đã bay xuống biển. Cũng may chiếc lồng kính vẫn chắc nên hai người đã thoát chết.
nhưng sau cú rơi đó thì chiếc kính cũng đã nứt ra, nước cũng bắt đầu tràn vào trong. Nước lúc này cũng đã ngập đến cổ của hai người. Cũng may Owen vẫn còn sống và đến cứu hai người. Anh đã thành công cậy tấm kính để hai người chui ra ngoài. Họ thoát ra và bắt đầu ngoi lên mặt nước, và họ cũng đã thành công bơi vào trong bờ. Những con khủng long cũng đang được chuyển đi. Chúng đưa tất cả những con bắt được lên một con tàu. Gia cũng bị chúng cưỡng chế để bắt cô đi cùng chúng. Núi lửa bắt đầu phun trào mạnh. Claire nhảy lên một chiếc xe và lái về phía con tàu. Owen và Frank chạy theo sau rồi nhảy lên thùng. Con tàu cũng bắt đầu rời cảng, cũng may họ vẫn bay sang được con tàu. Nhan thạch và khói bụi cũng đã bao phủ hết hòn đảo, những con khủng long cũng chết dần trong biển lửa. Vậy là công viên khủng long đã biến mất từ đây. Lúc này Miles cũng đã đi gặp người hợp tác. Ông ta tên là Everson, chuyên tổ chức những buổi mua bán chợ đen. Miles cố gắng thuyết phục ông ta để bán khủng long cùng mình, nhưng có vẻ ông không thích thú làm việc với Miles cho lắm. Sau mỗi hồi thuyết phục thì ông ấy cũng đã đồng ý. Cháu gái của Lockwood cũng đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Sau đó Miles đã dẫn ông ta đến phòng thí nghiệm và bắt đầu giới thiệu về mẫu mới mà hắn đang nghiên cứu. Hắn sẽ tạo ra một cỗ máy giết người mang tên Indoraptor. Nó sẽ được lai tạo từ ADN của con Indominus Rex, và giờ chỉ cần ADN của con Blue Raptor nữa là sẽ thành công. Sau khi nghe được cuộc nói chuyện đó, cô đã đến gặp ông của mình và nói cho ông biết là Miles sẽ bán những con khủng long của ông. Nhưng cô vẫn là trẻ con nên ông đã không tin lời cô nói. Sau đó Miles đã lén lút đến phòng thí nghiệm của Miles, nhưng đúng lúc này Miles cũng đã vào đây. Miles chạy trốn ra ngoài nhưng đã bị hắn bắt được, rồi đem nhốt cô bé vào trong phòng kín rồi khóa cửa vào. Sau một ngày di chuyển thì con tàu cũng đã về đến đất liền. Frank bị chúng phát hiện ra, chúng cứ nghĩ anh là đồng bọn nên đã lôi anh đi làm việc, không muốn để bị lộ nên anh đành phải đi theo. Còn Owen và Claire đã lẻn lên một chiếc xe, rồi hai người giả làm lái xe để không ai phát hiện. Sau đó anh lái xe vận chuyển đám khủng long của chúng. Bọn chúng hiên ngang đem khủng long vào nhà Lockwood. Và đây cũng là một nơi tách biệt nên không ai phát hiện được, rồi chúng vận chuyển những chú khủng long vào trong kho. Đến lúc này Lockwood cũng đã biết Miles phản bội mình. Ông tức giận rồi bảo Miles đi lấy điện thoại hộ mình. Nhưng sao hắn có thể lấy điện thoại để ông báo cảnh sát được chứ? Hắn không lấy chiếc điện thoại và đã lấy chiếc gối, rồi bịt gối vào mặt cho đến khi ông ngạt thở và chết. Còn Owen và Claire cũng đã bị tên cầm đầu phát hiện, rồi họ nhốt hai người vào sau song sắt. Lúc này Miles đã đi ra ngoài ban công, cô đã thấy những người mua khủng long bắt đầu đến đây. Họ đem theo rất nhiều tiền và chuẩn bị tiến hành đấu giá. Miles liều mình bám đứng sát vào bức tường để thoát ra, rồi cô đi trên mái nhà để đến phòng của ông ngoại mình. Cô đến để thông báo cho ông nhưng ông đã không còn thở nữa, và tim của ông cũng đã ngừng đập. Tên Miles đang lên đây, cô vội trốn vào thanh chuyển đồ ăn. Hắn đến rồi tỏ vẻ hốt hoảng khi thấy ông đột ngột qua đời, rồi hắn nói với mọi người là không biết ông chết từ lúc nào. Sau đó hắn đến kiểm tra thang đưa thức ăn, cũng may Miles đã kịp thoát khỏi đó. Sau đó bọn chúng bắt đầu tổ chức buổi đấu giá. Mua khủng long là một thú vui đối với những người giàu. Mọi người thi nhau trả giá và rất nhanh đã bán được một con. Còn lúc này Owen đang khiêu khích con khủng long bên cạnh để chúng phá tường sang chỗ anh. Còn bên này chúng vẫn tiếp tục bán lũ khủng long, chỉ cần đưa lên sàn là lập tức có người mua luôn. Rất nhanh họ đã kiếm được hơn 100 triệu đô. Những con khủng long bán được cũng chuẩn bị được đưa đi. Bên này con khủng long cũng đã phá được tường sang chỗ Owen, sau đó anh dụ nó ra đâm phá nốt cái cửa sắt. Vậy là hai người và con khủng long đã thoát được ra khỏi cái chuồng. Rồi hai người đã gặp Miles đang trốn trong thang. Cô bé đang rất sợ hãi sau khi ông mình qua đời. Sau đó hai người đã dẫn cô bé đi cùng mình. Sau khi đem được con Blue Raptor từ đảo về, họ đã lấy ADN của nó, rồi kết hợp với ADN của con Indominus Rex, và bọn họ đã thành công tạo ra con Indoraptor. Con Indoraptor này có cả trí thông minh và sức mạnh, và đặc biệt là nó vô cùng hung ác, và giờ họ đem nó ra để công bố cho mọi người biết. Lúc này con khủng long vừa nãy thoát được cũng đã lên đến đây, nó bắt đầu tấn công những khách hàng của Miles. Họ sợ hãi rồi bỏ chạy ra ngoài. Tên này thấy thế thì đã chạy vào bên trong xem có chuyện gì. Bên trong lúc này không còn một bóng người. Hắn khá thích thú những chiếc răng nanh dài của con Indoraptor, rồi hắn lấy súng bắn thuốc gây mê vào nó, sau đó mở cửa và đi vào để xin nó một chiếc răng. Nhưng ông ta không hề biết là nó còn khôn hơn cả ông. Nó chỉ giả vờ ngất để ông mắc bẫy mà mở cửa đi vào. Sau đó nó bất ngờ tỉnh dậy và tấn công ông ta. Ngu thì chết chứ có bệnh tật gì đâu. Everson thấy cảnh này thì lén chạy về phía thang máy để chạy, và bên trong thang máy cũng có ba người khác đang trốn. Everson vội nhập mật mã để mở khóa thang máy, nhưng lúc này con Indoraptor đã thấy và lao về phía họ. Vậy là lại có thêm vài người nữa ra đi. Lúc này ba người Owen cũng đang bỏ chạy khỏi đây, nhưng tên Miles cũng đã đuổi đến đây. Hắn đòi Owen giao cô bé lại cho mình, nhưng họ đã không còn tin tưởng để giao cô bé cho hắn nữa. Đến giờ hắn cũng nói ra sự thật là cô bé cũng chỉ là người được lai.
Vừa nói xong thì con Indoraptor cũng đã đến đây. Mọi người vội vàng bỏ chạy để thoát khỏi nó. Nhân cơ hội tên tiến sĩ không chú ý, Frank đã tiêm thuốc gây mê vào ông ta, rồi lấy chìa khóa mở còng tay cho Dia. Nhưng khi hai người đang bỏ chạy thì người của hắn cũng đã đến. Dia nhanh tay mở cửa chuồng để Blue Raptor chạy ra, rồi nó đã lao vào tấn công tên kia. Bọn họ dùng súng bắn nó và đã không may bắn vào khí dễ cháy. Nhân cơ hội hai người đã bỏ chạy khỏi đó. Khí trong bình bay ra và lan tỏa khắp phòng thí nghiệm. Một công tắc điện đã gây ra làm phòng thí nghiệm nổ tung. Vậy là lại thêm một con khủng long đã thoát được ra ngoài. Bình khí vẫn tiếp tục bị dò dỉ ra ngoài. Lúc này Owen và mọi người đã đến phòng trưng bày, nhưng con Indoraptor đã đến đây từ trước. Ba người họ lại phải ẩn náu để nó không phát hiện. Nó có cái mũi khá thính nên rất nhanh nó đã tìm được họ. Ba người bắt đầu chạy lên tầng trên. Nó không chịu buông tha và vẫn đuổi theo họ. Ba người họ trốn vào một góc rồi ngắt nguồn điện đi. Họ dần dần di chuyển để thoát ra ngoài, nhưng đột nhiên căn nhà lại sáng lên. Chắc là do ai đó không biết nên đã khởi động lại hệ thống điện. Con khủng long đã thấy mọi người rồi lao vào tấn công. Claire ở không may đã bị cái cây đè lên, cô không thể chạy nên đã bị nó đâm một phát ở chân. Maisie sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Con khủng long đã thấy và đuổi theo cô bé. Owen đành phải để Claire ở lại để đi cứu Maisie. Maisie cũng đã lên được căn phòng rồi đóng cửa lại, nhưng nó khá thông minh và đã trèo lên mái nhà, rồi đi vào từ cửa ngoài ban công. Nó đã tìm thấy và chuẩn bị tấn công Maisie. Owen cũng đã đến nơi và kịp ngăn cản nó. Và rồi nó đã đổi mục tiêu sang tấn công anh. Blue đi chơi qua đây thấy ghét nên đã nhảy vào đánh nó. Hai con khủng long cùng cha khác ông nội bắt đầu đánh nhau. Nhân lúc chúng không chú ý, Owen dẫn cô bé trốn ra ngoài. Hai người họ di chuyển lên bên trên mái nhà. Rất nhanh con Indoraptor cũng đã đuổi được họ, và mái nhà làm bằng kính nên đã cản trở nó di chuyển. Maisie không may bị trượt chân làm hai người treo lơ lửng trên mái. Con khủng long cũng đứng được lên thanh sắt rồi đi về phía họ. Claire kịp thời đến nơi và rồi làm nó chú ý đến mình. Owen và Maisie cũng đã leo lên được trên. Claire soi đèn về phía Owen để nó tấn công anh. Nó bắt đầu lao vào tấn công và Owen cũng đã hiểu ý của cô. Anh nhảy ra tấm kính để con khủng long nhảy ra tấn công mình. Sau đó tấm kính đã vỡ và nó đã sắp rơi xuống dưới. Ngay sau đó nó cũng leo lên được bên trên. Nhưng chỉ vài giây sau con Blue đã đến rồi nhảy vào nó. Rồi hai con rơi xuống và cắm vào bộ xương khủng long bên dưới. Nhưng con Blue vẫn sống sót và đã chạy đi. Vậy là đã giết được con Indoraptor hung ác. Dia và Frank cũng đã thoát được và chạy đến tìm Owen. Sau đó họ cùng nhau đến nơi nhốt khủng long. Khí độc cũng đã lây lan đến chuồng khủng long. Chỉ cần hít thứ này trong thời gian dài thì chúng sẽ chết. Claire không đành lòng nhìn chúng chết nên đã mở cửa chuồng ra. Và chúng đã được thả tự do. Chúng bắt đầu điên cuồng chạy ra ngoài. Tên Mice đứng ngoài sợ hãi và đã núp vào gầm xe. Sau đó hắn tưởng chúng đi hết nên hắn đã chui ra ngoài. Nhưng ngay sau đó con T-Rex đã lao vào ăn thịt hắn. Vậy là những chú khủng long đã quay trở lại với tự nhiên, và lần này nhân loại sẽ phải chấp nhận sống chung với chúng. Đến đây bộ phim cũng đã hết, các bạn dõi theo phần 6 cùng mình ngay bây giờ nhé. Sau phần phim Vương quốc sụp đổ, loài khủng long đã thoát khỏi khu bảo tồn, và sinh sống thoải mái trong tự nhiên. Cũng có nhiều cá thể đang tìm đường đến với nền văn minh nhân loại, có thể nói chúng đã di cư đến khắp mọi châu lục trên thế giới. Với bản tính của mình, chúng rất ưa bạo lực và sẵn sàng tấn công con người khi đói bụng. Tuy nhiên, chúng cũng trở thành nạn nhân cho các trò tiêu khiển cá độ của loài người. Để ngăn chặn tình trạng mất kiểm soát này, Quốc hội Mỹ đã giao quyền thu thập khủng long cho gã khổng lồ Biokin, với danh nghĩa là bảo tồn và phát triển chúng. Nhìn cũng có vẻ tốt đấy, tập đoàn Biokin lại âm thầm cử người theo dõi và bắt cóc Maxey, bởi vì cô bé này có một chuỗi DNA đặc biệt có ích cho công trình nghiên cứu của họ. Tại vùng núi hẻo lánh bang Nevada, nam chính Owen đang cùng với đồng đội đuổi theo một đàn khủng long. Mục đích của anh không phải là bắt rồi đem bán chúng lấy tiền, mà bởi vì chúng đang đi lạc về hướng của thành phố đông dân cư. Nếu để con người thấy được thì chúng chắc chắn sẽ lên Dia làm mồi nhậu hết rồi. Chính vì vậy, anh đã bắt con đầu đàn lại rồi dùng kinh nghiệm của mình cảm hóa và hướng dẫn nó đưa cả đàn quay về tự nhiên. Phía bên kia, cô bé Maxey là mục tiêu bị tập đoàn Biokin nhắm tới đang bổ củi. Nghe thấy tiếng động lạ, cô bé liền vít xe đạp hết tốc lực chạy đến nhà máy gần đó. Trước mặt là mấy bé khủng long cổ dài bị lạc đàn. Maxey lập tức chỉ cho các công nhân ở đây cách dẫn mấy bé khủng long tìm đường về bằng pháo sáng. Không hiểu vì lý do gì mà vài ngày sau tại Việt Nam xuất hiện thực đơn mới khủng long cổ dài quay nguyên con. Trở về nhà, Maxey gặp lại mẹ của mình là Claire. Trong lúc hai mẹ con đang tâm sự tuổi hồng thì ông bố Owen cũng vừa lái xe về. Gia đình họ sống trong vùng núi heo hút này để bảo vệ cho con gái khỏi móng vuốt của những kẻ không được đẹp. Và điều mà hai vợ chồng Owen lo sợ nhất cũng đã tới. Một nhân viên của tập đoàn Biokin đã theo dõi nam chính từ lâu và phát hiện ra nơi cô bé Maxey đang sinh sống. Phía bên kia, các nhà khoa học đang tiến hành khảo cổ một khu vực bên trong núi đá. Người đứng đầu là giáo sư Alan,
Tại đây ông đã gặp người đồng nghiệp cũ của mình là Ellie. Tâm điểm chú ý của họ là một con châu chấu khổng lồ cổ đại. Cách đây không lâu, một đàn châu chấu khoảng hơn 10 triệu con đã tàn phá mùa màng của những người nông dân Texas. Nếu để đàn châu chấu này phát triển mạnh, thì loài người sẽ phải đối diện với nguy cơ chết đói rất cao. Họ nghi ngờ tập đoàn Biokin đã gây ra chuyện này để kiểm soát nguồn lương thực thế giới. Vì vậy hai người quyết định sẽ xâm nhập vào đó để điều tra thông qua một người bạn cũ tên là Malcolm. Quay trở lại với gia đình nam chính, Maxey đang nướng khoai lang thì bất ngờ chạm trán với hai mẹ con khủng long Raptor Blue. May là Owen có mặt kịp thời ra lệnh cho bọn chúng rời đi. Vì từng là người huấn luyện cho chúng, nên anh hiểu rõ hai mẹ con Blue chắc chắn đang gặp một vấn đề gì đó, cho nên Owen đã yêu cầu Maxey ở nhà còn anh đi theo chúng để tìm hiểu. Việc không được bố tin tưởng cho theo cùng đã khiến cô bé giận dỗi quyết định đạp xe đi bụi. Trong khi đó, một băng nhóm chuyên săn trộm đã lái xe tông vào Blue khiến nó rơi xuống vực. Mục tiêu của bọn chúng chính là con của Blue tên là Beta. Sau khi bắt được cậu nhóc, chúng liền lái xe rời đi trước sự ngỡ ngàng của nam chính. Bên này, Maxey đạp xe tới một cây cầu thì bị đám người của Biokin chặn đường. Quay đầu lại thì kẻ địch đã ở phía sau, thế là cô bé đã bị chúng bớ đi. Sau khi con của mình bị đám săn trộm bắt mất, Blue liền tìm đến nhà Owen để cào mặt ăn vạ. Chú mày mà không tìm lại con trai cho chị sẽ biến chú mày thành sashimi thịt người tươi sống. Nói xong nó quay đít bỏ đi. Phía bên kia Alan và Ellie đã đến Biokin sau một chuyến bay dài. Anh da đen Ramsey đại diện cho tập đoàn đứng ra đón tiếp hai người. Trên đường bay tới trụ sở chính, mọi người bay qua khu bảo tồn khủng long do Biokin tạo ra. Nơi này thực sự rất hùng vĩ và tráng lệ với rất nhiều loài khủng long khác nhau. Chẳng trách tại sao tập đoàn này có thể đánh lừa được quốc hội méo. Tới nơi, hai nhà khoa học được Lewis giám đốc công ty chào đón. Sau đó họ gặp lại người bạn già Malcolm của mình. Ông bạn tiết lộ rằng những con châu chấu là một phần dự án mà Lewis đang xây dựng. Có vẻ như lão giám đốc và tiến sĩ Hu đang ấp ủ một kế hoạch nào đó rất khả nghi. Trong khi đó, vợ chồng nam chính đang nhờ một người bạn mồm lông giống lão xếp tôi dò la tin tức của con gái. Sau đó bọn họ đến Mo To gặp một người đàn ông da màu cùng làm chung với Owen để tìm tung tích Maxey. Anh ta đưa hai người đến khu chợ đen chuyên buôn lậu khủng long. Tại đây Claire muốn nhờ cô nàng tóc xoăn Taylor giúp đỡ, tuy nhiên cô ấy không muốn dính líu đến đám tội phạm nên từ chối thẳng thừng. Lúc này trong chợ đen, đám không làm mà đòi có ăn đang chuẩn bị giao dịch với nhau thì các đặc vụ chìm xông vào. Bọn buôn lậu không muốn bị bắt nên đã nổ súng tấn công trước, thế là một cuộc đấu súng ác liệt được diễn ra. Tên thủ lĩnh thấy vậy liền bỏ chạy tụt cả quần, trong lúc hai phe chơi đuổi bắt, đã vô tình mở lồng thả tất cả khủng long bị nhốt ra ngoài. Trong đó có cả con T-Rex dễ thương cao 3 mét với cú cạp nặng vài tấn, rơi vào miệng nó là kiếp này coi như bỏ luôn. Gã thủ lĩnh sợ hãi ngã ra đất liền bị hai con khủng long gần đó giữ lại, trước khi trở thành bữa trưa vui vẻ. Hắn đã khai ra Zuna là kẻ đang giữ cô bé Maxey, biết khó có thể thoát thân, nên ả ta liền cho thả tất cả số khủng long Raptor trong lồng ra, để ngăn cản sự truy bắt của các đặc vụ. Những ai bị tia laser chiếu vào đều sẽ trở thành mục tiêu cho những kẻ săn mồi cổ đại này. Ả ta hí hửng tưởng thoát được rồi, ai ngờ lại bị Claire dí tới sau rồi. Hai cô nàng trao đổi chiêu thức rất nhiệt tình, chẳng má nào chịu nhường má nào. Chỉ tội chủ nhà đang yên đang lành tự dưng gặp phải tam tai, tự nhiên hai con nhỏ ất ơ nào đó xông vào phá tan nát hết cả lên. Vì là nhân vật chính và được bể trên che chở nên Claire rất nhanh đã hạ được Zuna. À ta khai rằng Biokin là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Đúng lúc này một bé khủng long bất ngờ xông vào định hôn yêu nữ chính liền bị bắn cho cắm đầu vào tường. Nhân cơ hội đó Zuna chiếu tia laser vào người Claire để bé khủng long tấn công cô. Người đẹp vội vàng lao ra cửa sổ bỏ trốn, nhưng con Raptor này vẫn không buông tha cho nữ chính. Họ bay nhảy như chim qua các tòa nhà dù không hề có cánh. Cuối cùng Claire phải nhảy từ trên cao xuống dưới thùng của một chiếc xe tải. May mắn Taylor đang lái xe lên tiện đường chờ người đẹp thoát thân. Quay lại với Owen và anh bạn da màu, họ đang bị một đám khủng long ăn thịt để mắt tới. Với kinh nghiệm của mình, nam chính nhanh chóng lừa được một con vào trong lồng. Sau đó, anh nhảy một chiếc mô tô gần đó chạy trốn kệ miệng thằng bạn ở lại. Anh lặng lách đánh võng phá làng phá xóm để thoát khỏi nanh vuốt của lũ bò sát đói khát và đuổi kịp chiếc máy bay mà Claire và Taylor đang điều khiển. Thế nhưng đám Raptor vẫn bám dai như đìa đói ở phía sau quyết không tha. Cuối cùng vào lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, Owen đã phóng xe lên được bên trên, anh tốt bụng tặng cho một con Raptor chiếc mô tô để nó còn có kế sinh nhai sau này. Phía bên kia, hai nhà khoa học Alan và Ellie đang khám phá những thành quả thí nghiệm của tập đoàn Biokin. Cô bé Maxey cũng đang ở đây dưới sự quản lý của tiến sĩ Hu và anh da đen Ramsey. Họ cho Maxey biết mẹ ruột của cô là một nhà khoa học tài giỏi của Biokin và bà ấy đã tạo ra Maxey bằng sinh sản vô tính. Đa phần những người được tạo ra bằng phương pháp này đều không thể sống lâu hơn vài năm. Tuy nhiên, bà ấy lại có thể chỉnh sửa DNA của Maxey và giúp cô sinh sống như một người bình thường.
Chính vì vậy, tiến sĩ Hu rất muốn nghiên cứu gen của Maxey để sửa chữa sai lầm của mình trong quá khứ. Bởi vì ông ta đã gây ra thảm họa châu chấu khổng lồ, Hu sẽ dùng DNA của Maxey để thay đổi gen của đám châu chấu, khiến chúng không thể sinh sản được nữa. Như vậy thảm họa này sẽ kết thúc. Đương nhiên, chẳng có ai chịu nằm yên để người khác mổ cơ thể mình, mà chẳng có chút quen biết nào mà giao cho họ xem gen. Cô bé thả chú khủng long con beta ra ngoài cho nó làm loạn. Trong khi đó, Alan và Ellie vừa mới đột nhập vào trong phòng thí nghiệm châu chấu để kiểm tra. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo động vang lên khiến đám côn trùng khổng lồ này bạo loạn. Alan và Ellie khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài, vừa hay lại gặp được cô bé Maxey đang bỏ trốn chạy qua. Thế là cả ba người cùng nhau chim én khỏi cái nơi quái quỷ này. Mặt khác, nhóm của Owen đang tiếp cận lãnh địa của Biokin, cây lơ yêu cầu tập đoàn cho phép máy bay hạ cánh để giao hàng. Tuy nhiên, Lewis phát hiện ra công ty của mình không có đơn đặt hàng nào trong tháng này cả, thế là ông ta quyết định tắt hệ thống phòng vệ hàng không để máy bay của bọn họ không còn được bảo vệ. Ngay lập tức, một con thằn lằn bay xuất hiện tàn phá chiếc phi cơ không thương tiếc. Đối mặt với cái chết cận kề, Owen kêu vợ mình hãy nhảy dù thoát thân trước vì cô là cơ hội duy nhất đưa Maxey trở về. Rất nhanh Claire đã tiếp đất an toàn, nhưng hai người còn lại đang cầu khẩn ông bà gánh cho qua kiếp nạn 82 này. Nếu sống sót, cả lũ sẽ thắp nhang và cúng bái đầy đủ hàng ngày cho các cụ. Quả nhiên dưới suối vàng, các cụ đã phải gánh còng cả lưng mới có thể giúp Owen và Kayler hạ cánh an toàn. Nhưng còn chưa kịp ăn mừng, thì hai người lại phải đối mặt với một con khủng long ăn thịt có lông vũ. Nó lao đến với tốc độ bàn thờ, khiến bọn họ sợ hãi vội ba chân bốn cẳng bỏ chạy. May mắn chui vào trong thang máy mới có thể thoát được một kiếp. Cùng lúc đó, Claire cũng phải đối mặt với một con khủng long săn mồi khác to lớn hơn. Cô nhanh chóng cắt dây dù rồi bỏ xuống đầm lầy gần đó để lẩn trốn, nhờ vậy mới không bị con quái vật khổng lồ này đánh hơi được. Nhưng nếu muốn cứu con thì nữ chính phải băng qua một cánh rừng đầy rẫy những nguy hiểm. Trong khi đó, nhóm Alan đang trên đường chạy trốn thì gặp Ramsey. Anh da đen sau khi biết được mình đang phục vụ cho những kẻ xấu liền quay xe 180 độ, giúp đỡ mọi người chống lại Biokin. Ramsey đưa mọi người vào trong một toa tàu để di chuyển đến sân bay. Tuy nhiên chuyến đi của cả nhóm đã bị Lewis phát hiện. Ông ta ngay lập tức cho dừng toa tàu lại khiến ba người phải tìm đường chạy trốn, thông qua một hang động tối đen như tiền đồ chị dậu. Lewis cũng biết được Mancom đã tiết lộ thông tin tuyệt mật của tập đoàn cho Alan và Ellie nên quyết định sa thải ông. Đằng nào cũng bị đuổi rồi nên Mancom tuôn một tràng tổng sỉ và Lewis ngay trước mặt toàn thể nhân viên. Ông ta đã lợi dụng sự cống hiến của mọi người để tạo ra những thí nghiệm vô nhân đạo gây hại cho hệ sinh thái. Sau đó, Mancom được giam di hộ tống ra ngoài. Bên kia Owen đi tìm vợ nhưng Claire thì chẳng thấy đâu. Chỉ thấy một con T-Rex thọc tay đang gặm một con nai. Bất ngờ lúc này một con khủng long săn mồi khác được lai tạo từ khủng long bạo chúa xuất hiện muốn cướp miếng ăn. Thấy đối thủ to cao đen hôi hơn mình nên con T-Rex đành phải nhường lại miếng cơm manh áo rồi bỏ đi. Mặt khác nhóm của cô bé Maxey đang tìm lối ra thì đụng mặt với lũ khủng long bò sát. May mắn Mancom đến kịp thời, nhưng ông phải nhập đúng mật khẩu để mở cánh cửa này ra. Trong khi đó, nhóm của Owen phải cố gắng cầm cự trước những kẻ săn mồi hung ác. Thông qua camera an ninh, Ramsey đã giúp mọi người mở cổng thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Sau đó cả nhóm nhanh chóng lên xe di chuyển khỏi khu rừng, mà không biết rằng Claire và Owen đang đi tìm họ. Bên này nữ chính đang phải bỏ trốn khỏi đám khủng long đói khát, cô nấp dưới đài quan sát nhưng vẫn bị nó phát hiện. Ngay lúc ngàn cân treo sợi lông nách, thì Owen đã kịp thời có mặt bóp cổ con khủng long ham ăn này, dám động đến vợ của tao thì mày sai rồi. Sau khi đọc tin tức về thảm họa châu chấu đang tàn phá khắp các châu lục, Lewis đã ra lệnh tiêu hủy bằng chứng. Ông ta không biết rằng ngọn lửa khiến bọn chúng càng trở nên điên cuồng hơn. Chỉ vài giây sau đàn châu chấu phá hủy trần nhà thoát ra ngoài. Chúng bay thành đàn lớn tạo thành một cơn bão lửa tuyệt đẹp trên bầu trời. Đột nhiên có một con rơi xuống ngay chiếc xe mà Mancom đang lái. Phải chi có lon bia ở đây thì tuyệt cú mèo. Không ngờ vì thèm nhậu mà ông ấy lạc mất tay lái, khiến chiếc xe lăn chục vòng rơi xuống vực. Trong cái rủi có cái xui, nhờ vậy mà Maxey mới có thể đoàn tụ được với bố mẹ. Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui mừng thì con khủng long đã tìm đến. Cả nhóm phải núp sau chiếc xe để không bị nó nhìn thấy. Mancom nhanh chân chui vào trong chiếc SUV trước khi nó phát hiện ra. Còn cô bé Maxey định leo lên tháp canh liền bị con khủng long cạp một cái. May mà thang sắt siêu cứng khiến nó không cạp được nên mới thoát được một mạng. Ngay sau đó cả nhóm đã bị con quái vật khổng lồ dồn vào một chỗ. Nó đang hí hửng chuẩn bị đánh chén bữa tiệc buffet thịnh soạn thì Mancom xuất hiện như một vị cứu tinh. Ông cầm con châu chấu nướng thơm phức dụ nó thèm chảy nước miếng. Sau đó, phóng thẳng con châu chấu vào miệng, biến nó thành một con rồng giả nhân giả nghĩa biết phun lửa. Những người còn lại thì tìm đủ mọi cách để đánh trả. Thấy đám người này khó nhai quá nên nó quay đít bỏ đi kiếm miếng ăn khác dễ hơn. Lúc này, tại trụ sở của Biokin, tên giám đốc Lewis quyết định sơ tán toàn bộ nhân viên, vì đám cháy đã vượt qua tầm kiểm soát và lan rộng ra khắp nơi.
Trong khi đó, nhóm nam chính đang lên kế hoạch để có thể thoát khỏi đây trở về nhà. Sau khi bàn bạc xong, họ đi theo đường hầm để đến trung tâm nghiên cứu Biokin. Trên đường đi, Owen tìm thấy Beta nên đành đưa nó đi theo. Khi ấy, Lewis vẫn còn mơ mộng phục dựng lại đế chế khủng long đang lụi tàn của mình. Ông ta dụ dỗ Ramsey cùng thực hiện giấc mơ viển vông này. Anh da đen mỉm cười, kiểu thấy tôi có ngu không rồi quay đầu rời đi. Ramsey đến gặp mọi người và cùng với họ sửa chữa lại các lỗi hệ thống, giúp cả đám thoát khỏi nơi này. Bên kia, Lewis định mở cửa hầm ra ngoài, thì bị một con khủng long biết phun nọc độc chặn đường, nên phải bỏ của chạy lấy người. Nhưng có chạy thế nào cũng không thoát khỏi quả táo nhãn lồng. Ông ta nhanh chóng phải đền mạng cho những tội ác mà mình gây ra. Mặt khác, nhóm của nam chính đã đến được điểm hẹn, cô nàng da đen Kayla cũng vừa hay lái máy bay trực thăng đến. Tưởng đã an toàn chi mén khỏi đây thì con khủng long bạo chúa Lai lại tìm đến. Tuy nhiên con T-Rex cũng có mặt góp vui, hai thiên địch gặp nhau liền lao vào trao đổi chiêu thức. Vì tất cả đều thọt tay nên chúng phải dùng chân, đuôi và mõm để giao lưu võ thuật. Nhưng con khủng long Lai này được tạo ra từ rất nhiều bộ gen khác nhau, để cấu thành một cơ thể hoàn hảo. Chính vì vậy nó rất nhanh đã hạ gục được con T-Rex dễ thương. Sau đó nó chuyển hướng nhắm đến bữa tiệc buffet ngay trước mắt. Thấy nguy hiểm, Kayla lập tức bắn pháo sáng, đánh lạc hướng để cho mọi người chạy lên máy bay tẩu thoát. Lúc này có một con khủng long có bộ vuốt sắc nhọn xuất hiện. Con T-Rex cũng tỉnh lại để trợ giúp quý cô khủng long móng tay đánh trả thiên địch của mình. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, hai đánh một không chuột cũng què. Chỉ với một chiêu thức cơ bản, bọn chúng đã dễ dàng hốt xác được con khủng long Lai. Còn nhóm của nam chính an toàn rời khỏi Biokin trở về nhà. Alan và Ellie lỡ hẹn khi tuổi trẻ, nên giờ phải tranh thủ có vớt vát khi về già. Họ ôm và bón cháo lưỡi cho nhau ăn. Mancom thì tố cáo tập đoàn Biokin về tội ác mà chúng đã gây ra cho nhân loại. Còn tiến sĩ Gu, sau khi hồi tâm chuyển ý đã tìm ra cách tiêu diệt đàn châu chấu khổng lồ. Ông mang một cá thể gây bệnh rồi để nó âm thầm nhập đoàn. Từ giờ chúng có phịch nhau cả ngày cũng không thể sinh sản được nữa. Thung lũng Biokin được công nhận là khu bảo tồn sinh vật cổ đại của thế giới. Trong khi đó, Owen đã đưa thanh niên Beta trở về với mẹ của nó. Không biết liệu rằng con người có thể chung sống hòa hợp với các loài khủng long hay không. Nhưng phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đồng hành cùng mình. Mọi người nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để sớm có những thước phim hay và bánh cuốn như này nhé. Bye bye!